về bào chế thì trước hết chúng ta sẽ đi về cái định nghĩa bào chế là gì rồi à, lịch sử phát triển ngành dược rồi à, chúng ta đi thêm những cái mà à, ứng dụng của bào chế hoặc là một số cái khái niệm các bạn đúng không rồi thì trước khi mà chúng ta đi vào cái khái niệm bào chế là gì á hoặc là lịch sử ngành dược á thì chúng ta cần coi sơ một cái à, đó là biểu tượng của ngành À, thầy à, dạng giảng thêm cái này tại vì thầy thấy có rất là nhiều bạn giờ tính tới thời điểm hiện tại của các bạn là các bạn đã được giữa năm tư rồi à, các bạn chỉ còn cỡ khoảng năm rưỡi nữa là các bạn ra trường nhớ nhiều bạn vẫn chưa biết được cái biểu tượng của ngành dược là gì à, chúng ta học lâu như vậy mà chúng ta chưa biết cái biểu tượng của ngành dược hoặc là biểu tượng của ngành y Và là nếu mà người ta hỏi tại sao mà biểu tượng ngành dược ngành y chúng ta lại là cái biểu tượng đó thì các bạn lại chưa biết được chưa? cho nên ở đây những tiện à, nói thêm để cho các bạn nắm rõ hơn về cái chỗ này. thì à, về cái biểu tượng của ngành Y ấy, thì các bạn thấy khá là quen biểu tượng của ngành Y đó là biểu tượng của cây gậy và con rắn. à cái biểu tượng của cây gậy và con rắn này ấy, thì chúng ta cũng có gặp ở trong cái biểu tượng của à, bộ Y tế, được chưa? rồi trong biểu tượng của bộ Y tế thì các bạn cũng thấy đây là cái biểu tượng của cây gậy, cây gậy này, con rắn. rồi trong biểu tượng của À, bộ à, của cái tổ chức y tế thế giới WHO nó cũng lấy cái này. À như vậy tại sao người ta lại lấy cây gậy và con rắn để làm biểu tượng của ngành y? Thì nguyên nhân đó là do do ông bên này được chưa? Rồi ông này á thì à, các bạn nhìn thấy cái trang phục của ông thì các bạn cũng biết ngay đây là một người Hy Lạp. Thì à, theo truyền thuyết Hy Lạp cổ thì ông này là con của thần Apollo và một người phàm, đúng không? Rồi thì à, bỏ qua những cái yếu tố về cái thần thoại của ông đi á thì ông có cái gì mà được người ta nhắc tới à, đó là trong một cái lần mà ông này ông đi thăm ông đi thăm bạn ông thì ông sử dụng cái cây gậy này này đây cây gậy của ông nó là cây gậy dùng để chống để đi đường cho nó dễ đó thì trên đường đi ông thấy một con rắn bò ra thì ông dùng cây gậy của ông ông đập chết con rắn được chưa à như vậy nghe được câu chuyện tới đây thì các bạn thấy nguyên rồi đó à, à khi ông đập chết được con rắn thứ nhất thì ông thấy một con rắn thứ hai bò ra thì khi con rắn thứ hai nó bò ra thì nó là ngậm theo những cái lá cây và nó nhẹ lên vết thương của con rắn thứ nhất và con rắn thứ nhất nó sống lại à như vậy lúc này trong đầu ông bắt đầu xuất hiện cái ý tưởng đó là liệu những cái à, thảo dược cây cỏ trong thiên nhiên nó có cái công dụng dùng để à, cầm máu trị vết thương hoặc là thậm chí là khởi tự hồi sinh hay không À, bắt đầu từ những cái ý tưởng này Nhanh nhóm bắt đầu thúc đẩy ông à, chuyện thành thành động luôn đó là ông bắt đầu ông quan sát kỹ hơn một xíu à, ông thấy đúng là à, cái lá cây mà con rắn nó ấy nhẹ cho con rắn thứ nhất đó nó có cái công dụng cầm máu chữa vết thương rồi ông quan sát trong tự nhiên ông thấy có nhiều cái hơn ví dụ như là có những cái loại thảo dược dùng để trị trị à, bệnh giảm đau hạ sốt vân vân à, như vậy bắt đầu ông bắt đầu ông tìm tòi ông bắt trước và ông ứng dụng. Như vậy lúc này ông đưa ra những cái nền tảng cơ sở đầu tiên cho cái việc chữa bệnh. Cho nên lúc này người ta lấy cây gậy và con rắn để làm biểu tượng của ngành ngành y. Được không? À để cho bạn thấy là cái ngành y chúng ta đã có từ rất lâu, từ cái thời Hy Lạp cổ đại. Còn đối với cái biểu tượng của ngành dược, à biểu tượng của ngành dược thì liên quan đến cái nhân vật này. À biểu tượng ngành dược thì có là lẽ các bạn sẽ quen hơn đó là liên quan đến công chúa Hije. À, đối với công chúa hize thì à, à, xung quanh ở đây nó hoàn toàn không có câu chuyện thần thoại rắn rồi đập rắn gì ở đây hết à, chỉ đơn thuần đó là công chúa hize là một à, vị công chúa ha, à, rất yêu thương người dân thường à, do đó công chúa hize học à, những cái kiến thức về chịu bệnh và làm thuốc à, phát thuốc miễn phí cho những người dân thường à, vì vậy người ta ghi nhớ cái lòng dân hậu của công chúa hize nên người ta lấy cái cốc cái cái cốc dùng để làm thuốc của công chúa Hize. à và người ta lấy thêm con rắn để làm biểu tượng cho ngành dược. À, như vậy hoàn toàn trong câu chuyện nó không có xuất hiện con rắn gì cả. Như vậy tại sao trong cái biểu tượng ngành dược người ta cũng lấy con rắn? thì à, đó là bởi vì kể cả trong ngành dược và ngành y ha thì người ta luôn tôn trọng hai cái đức tính đó là khôn ngoan và thượng trọng. À, có nghĩa là chúng ta cần phải có À, đối với cái người Hy Lạp á thì con rắn nó đại biệt cho trí tuệ được không? cho nên cái này là thể hiện cái sự khôn ngoan cần phải có kiến thức. Rồi cái thứ hai là thận trọng đó là bởi vì nếu như thuốc mà chúng ta sử dụng sai, à, chúng ta sử dụng sai mục đích, à, hoặc là chúng ta dùng quá liều vân vân thì thuốc nó sẽ trở thành thuốc độc. À, do đó cái biểu tượng của à, ngành dược á, cái cốc và con rắn thì con rắn ở đây muốn nhấn mạnh hai đức tính cần có của người dược sĩ đó là khôn ngoan và thận trọng được chưa à như vậy nắm được cái này để lỡ mà sau này mà có ai người thân hay là bạn bè hỏi tại sao bị tượng cũng hành thì các bạn cũng biết được không rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính của chúng ta nè. đó là chúng ta cần nắm được cái lịch sử phát triển của ngành dược rồi về lịch sử phát triển của ngành dược đó, thì nó đi qua bốn cái thời kỳ đó là thời kỳ tôn giáo triết học thực nghiệm và khoa học được không rồi à, trong đó cái thời kỳ đầu tiên đó là thời kỳ tôn giáo À, thời kỳ tôn giáo thì à, câu hỏi đặt ra tại sao lại gọi là thời kỳ tôn giáo? À lý do đó là các bạn có thể thấy rõ nhất đó là ở, ví dụ như ở Ấn Độ. À Ấn Độ nó có cái kinh này. À kinh này khi chúng ta dịch ra thành tiếng Việt á, những các bạn vi khóa thì chúng ta hay gọi nó là kinh Vệ Đà. À kinh Vệ Đà nó là một kinh của một cái đạo Bà La Môn. À, như vậy đạo Bà La Môn là đạo nào vậy? Biết không? các bạn học mấy cái triết học rồi à, lịch sử triết học phật giáo rồi vân vân á có nghe tới cái từ đạo bà la môn không à, như vậy đạo bà la môn là đạo nào vậy À, thì thật ra các bạn coi lại đạo Bà la môn á, thì à, thật ra đạo này đó ở Ấn Độ á, là nó có trước đạo Phật rồi chắc chắn luôn à, bởi vì ngay từ đầu á, là Đức Phật trước khi mà từ bỏ của vị Hoàng tử thì Đức Phật cũng đi theo cái đạo này và đạo Bà la môn là một cái đạo à, của cái từng lớp quý tộc Từng lớp quý tộc và thậm chí á, là lúc này đối với theo cái đạo này là người ta chia ra thành hai cái dây từng giai cấp luôn À, một có là dây tầng à, à, quý tộc thôi còn cái thứ hai là à, bừng dưng dân nghèo à. À, vì vậy thì khi mà theo cái đạo này thì đức phật thấy nó có cái sự bất bình đẳng cho nên đức phật mới từ bỏ ngôi vị hoàng tử ha, rồi bắt đầu đi tìm chân lý giác ngộ vân vân à, thì cái vấn đề ở đây là tại sao một cái kinh điển của một cái đạo Bà la môn nó lại được à, xem như liên quan đến cái À, lịch sử phát triển của ngành dược thì đó là bởi vì người ta phân tích về những cái nghi thức nghi lễ à, các bạn thấy giống y như trong những cái phim cổ trang vậy đó à, tự nhiên thấy người bệnh à, bắt đầu sốt nóng bắt đầu đi à, nhờ một số thầy thuốc nhưng đôi lúc họ cũng nhờ đến tôn giáo họ nhờ tới những cái thầy cúng à, khi nhờ tới những cái thầy cúng bắt đầu những cái thầy cúng bắt đầu làm những cái nghi thức nghi lệ bắt đầu múa hát nhảy xong rồi bắt đầu cầm gạo cầm gì đó tung ném giống như là đuổi me vậy đó rồi cuối cùng cái lấy những cái lá bù đốt lên thành cho khuấy vô trong nước đưa cho người ta uống à, sau khi uống xong thì người ta khỏi bệnh như vậy theo các bạn tại sao người ta uống thuốc từ à, nước từ những cái lá bù đó đó người ta lại khỏi bệnh được các bạn có giờ thắc mắc không À, như vậy theo các bạn tại sao uống những cái nước cho đó lại hết bệnh được? à có một số bạn thì cho là niềm tin à, niềm tin có hiệu quả cho việc chữa bệnh không có à, nhưng thực sự là nó chỉ có mang cái tính chất là tăng cường thôi chứ không thể chữa bệnh được được không giống bây giờ buổi sau mà các bạn cảm xúc á, mà các bạn ngồi các bạn tự kỷ ám thị bước vô phòng các bạn ngồi các bạn soi gương các bạn tự nhủ là khỏe 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 à một lần không được nhắc lại lần hai lần ba thấy có hiệu quả không À, niềm tin thì người ta không thể là phủ nhận chẳng hạn như đối với những bệnh nhân bị ung thư hoặc là những cái trường hợp mà người ta cái tinh thần nó yếu thì sức đề kháng nó cũng yếu nhưng chỉ dựa vào niềm tin thì không thể nào hết bệnh được à, một số bạn ví dụ như bạn phát với bạn vi à, Bạn vi thì cho rằng là lá bù nó từ cây cỏ có dược chất à, cũng gần đúng À, nếu như những cái lá bù cây cỏ có dược chất á, thì một số trường hợp thì có thể đó nhưng mà nhiều trường hợp không được đâu tại vì chúng ta đốt nó thành cho mục tiêu rồi các bạn có thấy thuốc nào mà đốt thành cho xong uống có hiệu quả không à và người ta cũng thấy là nhiều người cũng bắt chước cũng làm theo chơ mấy lá bùa đó về đốt uống đâu có hiệu quả thì à, thực sự á, thì khi mà chúng ta à, tìm hiểu kỹ á, thì người ta mới thấy là trong cái kinh vệ đà này này nó ghi ghi lại những cái bước chuẩn bị cho cái nghi thức nghi lễ và người ta thấy một cái điều thú vị đó là có sử dụng cái thuốc và người ta sử dụng một cái chiêu trò để đánh lạc hướng đó là ngay từ đầu người ta đã nấu sẵn những cái thuốc để chữa bệnh rồi à, nó chính là cái nước dùng để hòa cái cho lá bùa à, như vậy nếu như người không biết bắt trước theo những cái nghi lễ thôi tức là bắt trước nhảy mú hết Thậm chí là chôm được những cái lá bùa đó Về đốt lên hòa nước Không có hiệu quả à, Hiệu quả của nó thực chất Đó là từ một cái nước thuốc đã được nấu sẵn Sau khi làm nghi lệ xong Hòa cái cho lá bùa vô Cho nên bệnh nhân uống và bệnh nhân khỏi bệnh được chưa à, Như vậy cái vấn đề là gì Đây chính là cái Người ta gọi là tôn giáo đó à, Những cái chữa bệnh rõ ràng là cái thầy cúng Hoặc là cái người thường quan Tổ chức cái này Họ nắm, họ biết, họ nắm giữ à, nhưng họ cố gắng họ lòng vào trong những cái nghi thức nghi lễ để họ đòi hỏi tín ngưỡng thờ cúng được chưa à, do đó cái thời kỳ này người ta gọi là thời kỳ tôn giáo à, hoàn toàn tương tự ở ai cập ở ai cập thì chúng ta cũng có những cái cuộn giấy ha à, da ghi lại những cái chữ tượng hình người ta gọi là những cái cuộn giấy baby Road này à, đối với những cái cuộn giấy baby Road này hòa à, khi người ta coi lại thì người ta thấy ở ai cập Người ta cũng có cái vị thần quan chuyên chữa bệnh đó Thì à, lúc này họ cũng nắm những cái kiến thức chữa bệnh Nhưng họ cũng cố gắng họ lòng ghép vào những cái nghi thức, nghi lệ Thờ cúng thần linh Được chưa? À, do đó cái đặc điểm của thời kỳ tôn giáo các bạn nhớ cái này à, Với lại thứ hai là khi họ trách nghiệm thì thầy không có hắc nẻo các bạn giữ vậy đâu à, Họ trách nghiệm thì thầy hỏi rất là đơn giản thôi Ví dụ như thầy có thể hoàn toàn hỏi các bạn À, Kinh Vệ Đà là của nước nào? À, hoặc là trong cái à, à, Ai Cập thì nó có cái tác phẩm nào? Xong thầy cho một cuốn cái tác phẩm các bạn chọn. À, như vậy đây là đặc điểm của Ấn Độ, Ai Cập. Rồi ở Trung Quốc á, thì cũng hoàn toàn tương tự. Trung Quốc thì nó nổi tiếng với một cái tác phẩm là Thần Nông Bạn Thảo. À, Nhân vật Thần Nông là ai? À, các bạn nào mà xem chuyện tiên hiệp, xem phim... À, 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 tiên hiệp đồ à, của Trung Quốc nhiều á thì các bạn sẽ nghe nhắc tới thần nông nào là tam hoàng một trong tam hoàng ngũ đế rồi à, vân vân thần hóa nhưng mà thực sự không phải à, à, thần nông á thì à, cũng là nhân vật này thì khi các bạn nghe cái kể cái chuyện mà phiên bản của Trung Quốc các bạn cũng thấy à, nó có vẻ hơi ảo nhẹ đó là nó cũng câu chuyện nó hơi giống của ông này đó là thần nông chỉ khác một phiên bản nó có vẻ cute hơn một xíu. Đó là thần nông trong một lần à, ngồi nghỉ dưới gốc cây á, thì thấy một con thỏ nó chạy nhanh quá cho nên nó va vào trong cái gốc cây và nó lăn ra nó xỉu Thì tiếp theo cũng có một con thỏ thứ hai ngậm lá cây nhẹ lên thì con thỏ thứ nhất nó tỉnh dậy. à Cho nên là cũng bắt chước tìm hiểu trong thiên nhiên. Như vậy các bạn nghe cái câu chuyện các bạn nghe thấy đậm mùi đạo nhái. Thôi kệ không biết là ai đạo nhái ai sự phiên bản của nhau nhưng mà nhân vật thần nông thì thực sự à, nhân vật này có thực và cũng có đóng góp những cái kiến thức y học à, cũng có quan sát trong tự nhiên và thậm chí cái thói quen của ông này là để lại ngay trong những cái sách mà chúng ta học về dược liệu à, khi các bạn học những thức dược liệu hoặc là khi các bạn học về dược liệu, à, đọc những cái sách về cây thuốc việt nam vân vân á nó vẫn có cái bóng dáng của ông này ở chỗ đó là khi các bạn để ý kỹ à, lúc nào cũng thấy mô tả về một cái cây thuốc thì việc đầu tiên là mô tả cảm quan à thân cỏ hay là thân gỗ à, thường có chiều cao bao nhiêu rồi à, nó có cành lá như thế nào đó là cái cảm quan đầu tiên đập vào mắt đúng không? Rồi nhưng mà cái thứ hai mà khi các bạn thấy mô tả về một cái cây thuốc á là sau khi mô tả về cái cặp ban cái cây thuốc xong á thì tới cái cây thuốc kế tiếp lúc nào họ cũng sẽ mô tả đến đó là mùi vị. À, liên nguyên nhân đó là bởi vì ông này đó là từ ông thần nông à, thần nông nổi tiếng với cái câu đó là thần nông nếm bách thảo có nghĩa là ông này ông ngồi ông lấy cây nào ông cũng cho lên miệng ông nhai ông nếm À, và lúc các bạn học những cái bên dược liệu đặc biệt là khi nào mà học qua dược cổ truyền á các bạn cứ thấy thường cứ lúc nào mô tả cây xong cũng sẽ ghi là à, vị của nó như thế nào ví dụ như là tiền cam hậu khổ rồi tiền khổ hậu cam cam đó à, cứ mô tả mấy cái thứ như vậy đó là hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của thần nông và các bạn thấy sinh nghề tự nghiệp à, thần nông trong một lần nếm thuốc thì vô tình nếm chúng cây thuốc độc và khi nếm chung cái cây thuốc độc á, thì sau khi nếm xong á, thì thần nông lăn ra chết được chưa rồi về cho ông chết một cách bất đắc kỳ tự như vậy chết đột ngột quá cho nên ông chưa kịp viết thành sách cho nên ở dưới này á, là còn nó là những cái tài liệu còn sót lại hay là những cái bộ kinh này còn ở bên thần nông nó chỉ có từ bạn thảo bạn thảo có nghĩa là nhép đó các bạn À, tức là lúc này khi thần nông chết đột ngột như vậy Thì người ta à, thu gom những cái kiến thức Rồi những cái bản nháp ghi chú về cái chữ bệnh của ông Người ta gom lại thì nó thành cái bộ thần nông bản thảo Được chưa à, Như vậy đây là một à, nhân vật hoàn toàn bình thường Nhưng đối với Trung Quốc tại sao cũng xếp vào thời kỳ tôn giáo Đó là bởi vì lúc này người Trung Quốc cổ không mê tín Họ Thần hóa ông này Họ Tôn sùng ông này như một vị thần bắt đầu ngồi sửa phiên bản lại kêu là ông này à, kiểu như là công lao nhiều cho nên là phi thăng thành thần vân vân rồi khi mà họ đau ốm bệnh tật thì họ sẽ đi thờ cúng à, thần nông à, mong rằng là sẽ được phù hộ vượt qua bệnh tật bởi vì đối với người cổ đại ấy, thì các bạn thấy à, thậm chí là chỉ cần đi dầm mưa ướt mà về bị sốt à, không hạ sốt được nó cũng có thể chết nên các bạn thấy đối với người cổ đại thì lúc này cái niềm tin và tín ngưỡng nó rất là quan trọng. Nhiều lúc là chỉ là sốt thôi nhưng mà cũng có nguy cơ chết được rồi đó các bạn ha. Thì à, các bạn chú ý về cái thời kỳ tôn giáo ở đây. Rồi tiếp theo đó là thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ triết học. À, thời kỳ triết học thì các bạn thấy nó có những cái chiếc gia ví dụ như là Plato, Socrates v. À chẳng hạn Plato các bạn. Thấy à, ông này thì à, các bạn thấy nghe cái tên rất là quen đúng không? tại vì không chỉ là triết học mà các bạn gọi là những ông này là bác học cũng đúng à, bởi vì trong lĩnh vực nào mấy ông nào cũng có một xíu hết chạy hạn như la tông các bạn thấy về vật lý cũng có tên ông này thiên văn cũng có này toán cũng có này được chưa à, và thậm chí những ông này ông cũng có học về những cái kiến thức về y học mấy ông này ông cũng nghiên cứu và đóng góp về cái à, việc gọi là gì Chữa à, bệnh với lại truyền lại kiến thức cho những người học trò những cái ông chiếc chiếc da này đặc biệt đó là à, chiếc da người Hy Lạp này, này, à, có rất là nhiều người học trò thu nhận học trò rất là nhiều và truyền lại kiến thức được không rồi tuy nhiên trong cái giai đoạn này á, thì các bạn cần phải nhớ đến cho thầy hai cái người cực kỳ quan trọng đó là Hippocrates và Galen à, Hippocrates thì ông này là ông nổi tiếng với cái tác phẩm bách quay học tức là cái tác phẩm của ông đó là cái tác phẩm mà à, nó đóng góp ở chỗ nào đó là nó đóng góp nó giúp cho chúng ta bỏ được cái thói xấu và nhược điểm của thời kỳ tôn giáo à, thời kỳ tôn giáo á do cái việc mà chữa bệnh nó bị nắm trong tay của những cái thầy cúng thường quan. rồi nó bị lòng trong những cái nghi thức tế lệ cho nên bình thường nó sẽ không có được truyền bá rộng rãi rồi đồng thời là thường nó hay truyền lại với dưới dạng hình thức gì thì nó hay truyền lại dưới dạng hình thức đó là che truyền con nối, à, thầy truyền cho trò, à, à, như vậy lúc này che truyền con nối thì ông nói rồi, à, thầy truyền cho trò thì thậm chí các bạn để ý đó, à, đó là giống như trong những cái bộ phim á, bạn thấy, đó là không phải là cái gì cũng truyền cho học trò hết, mà thường á là à, thầy sẽ có những cái gọi là à, truyền những cái đơn giản thôi, còn những cái công thức bí truyền những cái mà kinh nghiệm nhiều á thì sẽ truyền cho người học trò ứng ý nhất, đúng không? À, thậm chí giống y như trong phim nhiều ông là có con gái là phải chọn được thằng nào ứng ý nhất bắt đầu gạ con gái cho à, kiến thành rệ thì lúc đó mới truyền nghề đó, được chưa? và cái hạn chế của này dẫn đến cái việc là ai cũng cho rằng cái kiến thức của mình mới là quý, cho nên nó không có sự trao đổi trong cái kinh nghiệm à, y học rồi hoặc là nếu mà có một cái sự cố gì đó thì những cái kinh nghiệm điều trị này á nó sẽ bị biến mất thất truyền đây là nhược điểm của thời kỳ tôn giáo à, và đặc biệt nữa đó là do một người thầy chỉ chọn người học trò ứng ý nhất để truyền thôi cho nên những cái giai cấp bình dân á đừng có nói tới gọi là học được mấy cái bí truyền đó ngay cả kiến thức phổ thông nhiều lúc cũng không có cơ hội để mà kiếm được người thầy để học hỏi như vậy cái nền y học nó không phát triển được thì lúc này Hippocrates đóng cái công rất là lớn à, Hippocrates các bạn thấy Ở bên cái ngành y Thậm chí người ta còn có cái lời thề Hippocrates Thì đối với Hippocrates Người ta tung sùng ổng Đó là bởi vì ổng có cái cuốn bách khoa y học Ổng à, gom những cái kiến thức y học cơ sở Những cái kiến thức y học Đã được uh, chứng minh rõ bằng thực nghiệm Tức là có thực nghiệm Chứng minh rõ và chắc chắn À, ông gom hết những cái kiến thức cơ sở này thành cuốn bách khoa y học à, nhờ vào đó mà những cái người bình thường họ có một cái cơ sở để họ tiếp xúc với ngành y họ có cơ sở để họ bắt đầu họ học họ có nền tảng họ học đi lên được chưa thì đây chính là cái cống hiến của Hippocrates với cái cuốn bách khoa y học à, tiếp theo đó là cái nhân vật thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó là Galen bởi vì ông này được tôn sùng như là ông tổ của ngành bài chỉ học À, chúng ta đang học môn bào chế này, được chưa? Rồi như vậy tại sao ông lại được tôn sùng như vậy? Đó là bởi vì Galien phân loại các thành phần thuốc. À thì thật ra cái này của trước ông cũng có nhiều người rồi, mặc dù chưa phân loại kỹ ông thôi. Như vậy cái mà ông được tôn sùng đó là cái ở đây này, đó là đưa ra công thức và cách bào chế. À, à trước đó người ta bào chế những cái dạng thuốc khá là thô sơ, rất là thô sơ được chưa? À, ví dụ như là người ta chỉ là lấy những cái thuốc người ta dạ nét, người ta vắt lấy nước hoặc là người ta đắp lên vết thương, rồi những cái thuốc uống cũng vậy, người ta cũng có thể là vắt lấy nước hoặc là người ta lấy người ta nấu sơ, người ta lấy nước, người ta rót uống. À, như vậy những cái dạng thuốc á là tùy theo cái mỗi cái người thầy thuốc mà có cái cách bào chế thuốc khác nhau, công thức làm khác nhau, được không? thì lúc này ông Galien Ga bắt đầu ông chuyển đổi à, ông chuyển đổi ông bắt đầu ông ghi nhận ông tổng hợp lại thành một số cái dạng thuốc cơ bản ví dụ như là dạng thuốc bột thuốc mỡ keo à, à sau khi mà tổng hợp ra những cái dạng thuốc cơ bản này ông đưa ra cái cách quy à, cái gọi là gì cách điều chế chung tức là nguyên tắc điều chế để cho người ta bắt trước à, ví dụ như là hòa tan thì như thế nào hoặc là các bạn làm điều chế thuốc mỡ ha À, hoặc là nhũ tương thì chúng ta có những cái phương pháp kêu ướt kêu khô làm như thế nào đó thì à, lúc này ông đưa ra những cái cách chung này thì à, nhờ vào đó mà nó bắt đầu nó tổng hợp nó định dạng thành cái dạng thuốc mà chúng ta học được không? cho nên ông này ta gọi là ông là ông tổ của ngành bào chế học à, như vậy đây là cái thời kỳ triết học nổi tiếng với những cái chiếc che đó đến cái thời kỳ thứ ba đó là thời kỳ người ta gọi là thời kỳ thực nghiệm À, người ta thay thế những cái tranh luận suông bài nhận bài mô tả dựa trên quan sát thực nghiệm à, như vậy các bạn có thể cho thầy biết thực nghiệm là gì không à, các bạn học à, dược nè rồi các bạn học trước nữa, cái môn này những cái môn ví dụ như hóa lý hóa dược rồi dược liệu vân vân à, môn nào cũng khi trong cái định nghĩa về môn học cũng tự xưng mình là một môn khoa học thực nghiệm à, như vậy À, thực nghiệm là gì đúng không học nhiều cứ nghe cứ kêu khoa học thực nghiệm khoa học thực nghiệm hoài nhưng mà tự hỏi thực nghiệm là gì À, các bạn kêu là các bạn kêu là ứng dụng thực tế nghiên cứu thực tế à, thì thật ra đơn giản thôi nó chính là những cái mà các bạn đã từng làm nhưng đôi lúc các bạn không chú ý thì chưa rồi à, thì quan sát thực nghiệm cái đơn giản nhất thôi à, trước hết cho các bạn phân biệt với cái tranh luận suông cái này à, tranh luận suông hay chúng ta gọi, gọi là nó chỉ là thuần lý thuyết sách vở đó à tranh luận suông các bạn thấy rõ nhất đó là trong mấy ông Đông y và trung y À, đông y, trung y thì thường hay có các bạn học qua các bạn sẽ thấy có cái lý thuyết gọi là âm dương ngũ hành à, chịu rất là nhiều ảnh hưởng của cái học thuyết âm dương ngũ hành rồi khi làm đơn thuốc á, thì nó có cái gọi là quân thần tá sứ như vậy dẫn đến việc đó là đối với người cổ đại khi mà mời thầy thuốc về á, à, người ta gọi là người ta mời mười ông thầy thuốc thì sẽ có 10 cái đơn thuốc khác nhau ví dụ à, giả sử bệnh nhân có cái triệu chứng đó là sốt À, rồi người có dấu hiệu là lạnh rét run thì khi mời cái thầy thuốc về cái thầy thuốc kêu là bệnh nhân đang bị nhiễm hen bởi vì cái dấu hiệu rất là rõ số rét run hạ thân nhiệt thì à, lúc này sẽ kêu là bệnh nhân đang bị nhiễm hen à, như vậy giả dạ sử ông thầy thuốc thứ nhất ông sẽ đưa ra lý luận À bệnh nhân có tính hèn như vậy thì ông thầy thuốc thứ nhất ông kêu là ông cần dùng thuốc có tính nhiệt. Tương sinh tương khắc mà. Thì bệnh nhân có tính hèn, dùng thuốc có tính nhiệt. Rồi tuy nhiên nếu mà gặp qua ông thầy thuốc thứ hai, tư duy của ông khác, ông kêu là bệnh nhân đang suy yếu, dùng ngay thuốc có tính nhiệt nó tương khắc, bệnh nhân sẽ bị sốc. Cho nên ông này ông dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn, đó là dùng thuốc có tính ôn tức là có tính ấm để trị dần dần được chưa à, nhưng các bạn đưa qua ông thầy thuốc thứ ba tư duy bắt đầu bay nhảy hơn một xíu kêu là các anh sai hết rồi à, chúng ta là phải lấy đọc chỉ đọc cho nên là bệnh nhân có tính hèn chúng ta phải dùng thuốc có tính hèn lấy đọc chỉ đọc để đẩy nó ra như vậy các bạn thấy rõ ràng ông nào ông cũng có cái lý luận của ông hết nghe vào nó cũng rất là suy tai À, một ông thì tương sinh tương khắc cho nên dùng thuốc tính nhiệt. Một ông thì dùng thuốc tính ôn để cho nó có hiệu quả từ từ cho nên bức sốc. Một ông thì kêu là lấy độc chỉ độc. Rồi như vậy ba ông là ba cái kiểu. Rồi thậm chí ông thứ tư, thứ năm cũng có thể có những cái lý luận tương tự. Chưa kể thêm đó là đối với cái à, tổ hợp nữa. Đó là đối với thuốc à, à, thời xưa thì người ta có cái gọi là quân thần tá sứ. Quân thần tá sứ có nghĩa là một cái vị thuốc Một cái đơn thuốc nó có ít nhất là bốn vị Một vị chính nè Một vị phụ ha Rồi cái tá là thuốc hỗ trợ Còn sứ là cái thuốc dẫn Thì các bạn thấy Một cái thuốc nó ít nhất là bốn vị Nghe kêu là ít nhất thôi Chứ còn thực tế là một cái đơn thuốc các bạn thấy 5, 6 thuốc, 7, 8 vị thuốc trong đó không là chuyện bình thường Giờ như vậy đối với cái mà gọi là ba cái cơ sở lý luận của ba ông này nữa nhưng với cái mớ quân thần ta xứ rồi lựa chọn dược liệu khác nhau đồng nghĩa với việc khám 10 giờ ông ra 10 cái đơn thuốc khác nhau vì vậy đối với cái người cổ đại mà người xưa mà uống thuốc đi ra mời được thầy thuốc là cả một vấn đề tại vì thầy thuốc thì ít khám bệnh tiền khám bệnh thì nhiều à, mời được thầy thuốc về là một vấn đề mà mời về được á mà thầy thuốc họ dựa trên kinh nghiệm của họ mà họ bóc thuốc uống mà khỏi bệnh á, thì hên Mừng quá, hết bệnh Còn nếu mà không khỏi bệnh đó Thì là do Do nó tới số rồi Chứ thầy thuốc thì các bạn thấy đó Mỗi ông một kiểu Thì những cái này người ta gọi là tranh luận suông, Tại vì hoàn toàn là dựa trên Giấy, dựa trên những cái Tôi nghĩ là, tôi suy nghĩ Còn những cái quan sát thực nghiệm Thì nó là cái này à, Quan sát thực nghiệm đó là Ví dụ như à, bệnh nhân Thứ nhất có triệu chứng sốt rét rung, thầy cho dùng thuốc e thầy cho dùng thuốc e thì thuốc e không hết như vậy thầy không dùng thuốc e nữa lúc này thầy chuyển sang thầy dùng thuốc b à, khi dùng thuốc b thì hết bệnh thì ở đây thầy chưa kết luận các bạn lưu ý chưa kết luận mà thầy chỉ tạm ghi nhận thôi tại vì sao à, tại vì biết đâu nó ăn mây biết đâu đó là tới lúc đó cái hệ miễn dịch của cơ thể nó đã đủ để vượt qua bệnh cho nên thật ra các bạn không uống gì, các bạn cũng khỏi bệnh. Thấy không? Giống y như bình thường mà nhà các bạn bị cảm sốt. Nhất là các bạn mà sốt dưới CV vậy đó. Nhiều lúc các bạn cảm giác các bạn uống thuốc, uống hoài không hết. Tới tự nhiên các bạn ngưng uống thuốc hoặc là các bạn đổi qua thuốc khác, các bạn mới uống có liều tự nhiên các bạn hết. Thì thật ra có thể là lúc này là cơ thể miễn dịch chúng ta nó đã vượt qua bệnh rồi. Cho nên cái việc các bạn có uống thuốc hay không thì nó cũng hết thôi. Cho nên cái chỗ này chúng ta chưa kết luận được thầy chỉ tạm ghi nhận lại thôi rồi khi mà thầy qua cái bệnh nhân thứ hai có cùng triệu chứng thầy lại cho sử dụng lại thuốc b thử à, nếu như thuốc b mà không hết bệnh thì có nghĩa là à, khẳng định bệnh nhân thứ nhất đó là ăn mây như vậy lúc này thầy bắt lại bắt đầu lại từ đầu thì thử qua thuốc c thuốc d rồi nhưng nếu như bệnh nhân thứ hai hết bệnh lúc này thầy tiếp tục thầy ghi nhận tiếp và ở bệnh nhân thứ ba thứ tư có cùng triệu chứng mà thầy ghi dùng thuốc b hết bệnh thì khi kết quả nó lặp lại được nhiều lần trên nhiều đối tượng khác nhau có cùng triệu chứng thì lúc này thầy mới đưa ra được kết luận là thuốc B có khả năng trị được triệu chứng số breakthrough. Thì cái này người ta gọi là khoa học thực nghiệm. Tức là chúng ta không chỉ là thử có mà phải là có trên nhiều đối tượng khác nhau có cùng triệu chứng. Và đa phần cái dược lý mà chúng ta học bây giờ nó chính là dược lý dựa trên thực nghiệm. Cho nên khi các bạn học trong dược lý hóa dược, các bạn học về cái à, thuốc á, lúc nào các bạn cũng sẽ nghe ví dụ như là paracetamol có công dụng là giảm đau hạ sốt Rồi penicillin thì nó là kháng sinh dùng để trị vi khuẩn gram gì đó. Được chưa? À, như vậy khi các bạn thấy những cái này nó chính là những cái người ta gọi là khoa học thực nghiệm. À, tương tự trong những cái môn học khác, ví dụ như à, không đâu xa hết, những cái phản ứng thử, À, những cái phản ứng thử định tính các bạn cũng là dựa trên cái này đó à, mấy cái mà dương tính âm tính thì người ta cũng thực hiện à, trên những cái cây nó có nhóm chất đó người ta thử coi phản ứng đó nó có ra màu hay là nó biến đổi về cảm quan vân vân hay không rồi nó có giống nhau hay không à, khi giống được trên nhiều trường hợp đa số trường hợp thì người ta mới bắt đầu người ta dùng cái phản ứng đó làm phản ứng định tính thì những cái này người ta gọi là khoa học thực nghiệm được chưa à như vậy hiểu được cái à, ý này rồi như vậy đây chính là cái dược lý hiện đại của chúng ta nó cũng đi từ cái giai đoạn này thôi đó là học từ thực nghiệm à, một cái đặc điểm nữa à, mà trong cái thời kỳ thực nghiệm mà các bạn thấy nó à, rõ ràng đó là hay ý này đó là sử dụng thuốc có nguồn gốc hóa học như vậy ở đây không chỉ sử dụng thuốc từ dược liệu nữa mà bắt đầu sử dụng những cái thuốc tổng hợp hoặc là bán tổng hợp rồi kết hợp với cái này kết hợp với cái việc mà Galien trước đó đã đưa ra công thức và cách điều chế thì uh, kết hợp thêm cái việc sử dụng thuốc uh, nguồn gốc hóa học thì lúc này ngành dược tách ra khỏi ngành y nguyên nhân đó là bác sĩ bị quá tải à, trước đó thì bác sĩ á người thầy thuốc á uh, kiêm hết tất cả các vai trò từ đi thu hái thuốc hoặc là trồng những cái vườn dược liệu tự chủ động trồng hoặc là thu hái từ trên rừng về, xong ra tự à, xử lý, sơ à, chế nó, phơi khô, bảo quản, rồi bệnh nhân tới thì bắt đầu bắt mạch, khám, à, khám xong thì phải tự lấy, à, xử lý những cái thuốc đối với những cái dạng mà phức tạp, những cái dạng đơn giản thì có thể là bóc thuốc cho bệnh nhân về nấu, nhưng mà những cái dạng phức tạp một xíu thì à, bác sĩ họ cũng phải tự làm như vậy công việc của người thầy thuốc quá nhiều. À, thêm cái việc mà tự nhiên có thêm cái thuốc có nguồn gốc hóa học nữa, thì đòi hỏi cái người thầy thuốc họ phải học nhiều hơn về chuyên môn về hóa rồi tổng hợp các chất vân vật. thì lúc này cái việc quá tải. do đó lúc này bắt đầu xuất hiện ngành dược tách ra khỏi ngành y. lúc này ngành dược thì chỉ chuyên về là gì? À, chuyên về học về các kiến thức xử lý sơ chế dược liệu này, rồi học thêm học kỹ về những cái kiến thức hóa và à, để tổng hợp cái thuốc còn lúc này người thầy thuốc họ sẽ chuyển hẳn hướng về cái gọi là ứng dụng điều trị tức là lúc này dược liệu họ cũng học nhưng họ học về cái gọi là dược liệu đó dùng để điều trị như thế nào và cụ thể tới ngày nay cũng vậy à, nếu mà các bạn mà có quen ai bên ngành y á các bạn mà mượn hoặc là đang học ngành y cũng được à, các bạn đối chiếu cái giáo trình mà học về hóa dược với um, dược lý hóa dược dược lý các bạn sẽ thấy là bên giáo trình ngành y với ngành dược chúng ta khác nhau hẳn khác hẳn luôn à, đó là ở bên cái ngành y á, khi các bạn đọc về cái hóa dược dược lý của họ họ không có quá quan tâm về phân loại nhóm đâu ví dụ như benzylin chúng ta cái nhóm Benny chúng ta còn học chúng ta phân loại thành thế hệ một hai ba bốn còn bên ngành y á, người ta cũng có học sơ một số giáo trình thì có một số giáo trình nó còn chặt buồn nhắc nữa. đối với họ họ chỉ quan tâm là trong cái nhóm đó nó con nào à, cây chị được vi khuẩn gram dương hay gram âm, rồi cái thuốc nào đã bị đề kháng, à, đã bị đề kháng kháng sinh nhiều ít được sử dụng. À, bây giờ chẳng hạn như là chuyên dùng thì chuyên dùng cái kháng sinh gì đó. tức là cái thiên hướng của học họ là họ học về cái hướng dùng để điều trị ứng dụng cơ còn mấy cái mà phân loại tổng hợp rồi cái cấu trúc hóa học khác nhau bởi nhóm chức gì thì chỉ có dược chúng ta mới học kỹ chứ bên đó họ không có quan tâm về cái cấu trúc hóa học họ quan tâm chính đó là để ứng dụng nó như thế nào được không thì các bạn thấy cái hai cái này nó sẽ hơi khác à, tiếp theo đó là chúng ta có thời kỳ khoa học à, thời kỳ khoa học quá thì đó là cái thời kỳ hiện tại của chúng ta này đó là từ thế kỷ thứ 19 bắt đầu phải chịu mạnh về những cái ngành hóa lý sinh À, lúc này ngành dược phát triển và à, bắt đầu trị bệnh ha thì à, lúc này người ta nghiên cứu à, rõ hơn về tính chất lý hóa của dược chất tái dược cho nên không chỉ làm những cái dạng thuốc thông thường mà người ta làm những cái dạng phóng thích kéo dài như vậy giúp thuốc thay vì ngày dùng 3 lần giờ chúng ta dùng còn có 1 lần hoặc là có những cái dạng thậm chí là một tuần dùng một lần vân vân rồi chúng ta có những cái thuốc nhiều lớp tức là phối hợp nhiều cái dược chất vào trong viên mà nó không bị hư, không bị tương kỳ, thì lúc này nó thúc đẩy sự phát triển của công nghệ dược phẩm. Rồi có một cái ý ở đây nữa, đó là chỉ bệnh bằng hợp chất tự nhiên dược liệu dưới dạng bào chế. À, à, thì tại sao người ta lại nhấn mạnh này? Thực ra trước đó người ta vẫn dùng hợp chất tự nhiên dược liệu, nhưng người ta sự chủ yếu đó là à, dưới dạng à, sơ chế thôi. Tức là lấy cái lấy những cái vị thuốc đó đem nấu chạy như nấu giống kiểu nấu thuốc thang á rồi, rồi lại làm ra để uống còn ở đây thì người ta bắt đầu người ta chiết thành cao rồi từ cao này để cho bệnh nhân dễ mang theo dễ bán dễ sử dụng thì những cái dạng cao dược liệu này người ta có thể làm thành viên nén viên nang. ví dụ như phạt ma tông nè đây là một cái dạng mà à, dược liệu người ta làm thành cái dạng viên nén bổ sung dược liệu bổ sung thêm cái chất hóa học rồi thậm chí ngay cả những cái dạng thực phẩm chức năng, bây giờ người ta cũng đâu có còn làm cái dạng uống nữa. Ví dụ như hồi xưa thì người ta có cái dạng cao nhân sâm, làm dưới dạng cao lỏng. À, mỗi lần các bạn lấy ra các bạn uống. Nhưng gần đây cái cao nhân sâm người ta chuyển sang để tiện dụng dễ mang theo dễ dùng thì người ta làm thành viên nang. Người ta làm thành viên nang, viên nang cứng, viên nang mềm. Như vậy các bạn khi muốn đi đâu hoặc là các bạn muốn sử dụng các bạn mang theo trong người nó rất là dễ và rất là tiện. Được chưa? Thì đây là cái thời kỳ khoa học. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái kế tiếp đó là chúng ta có lịch sử ngành dược Việt Nam. Thì lịch sử ngành dược Việt Nam thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có phức tạp lắm. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó là đời Hồng Bàng, 2900 trước công nguyên. Chúng ta còn được gọi lúc này chưa có khái niệm người Việt Nam đâu. Lúc này chúng ta được gọi là người giao chỉ. Được chưa? Thì cái đời Hồng Bàng này là hay chính xác hơn, đó là cái đời Vũ Hùng á thì lúc này chúng ta đã biết sử dụng làm thuốc rồi chúng ta biết sử dụng mực ong gần, nghệ à, hoặc là thậm chí chúng ta biết sử dụng những cái lá bù à, chúng ta sử dụng những cái l... lá bù để phòng bệnh thì các bạn cũng thấy hoàn toàn tương tự như mấy cái nghi thức nghi lễ đó đó là nhiều lúc chúng ta cảm giác chúng ta bị mất ngủ sụt cân rồi bị bóng đè vân vân chúng ta đi à, nhờ những cái chùa chiền thầy cúng à, chúng ta xin được những cái lá bù về mang trên người Chúng ta lại hết à, Thì khi phân tích ra thì cũng không có cái gì là nó à, Bí ẩn hết Mà nó là do này Trầm hương à, Trong những cái lá bùa này nó có những cái dược liệu Ví dụ như là trầm hương địa lị Thì trầm hương đây là một cái dược liệu Nó có tính an thần tịnh tâm à, Như vậy khi các bạn mang theo trong người đó, Nó sẽ giúp chúng ta an thần Dễ ngủ Ngủ sâu Và khi các bạn dễ ngủ ngủ sâu Thì các bạn sẽ không có bị bóng đè. Một trong những cái nguyên nhân mà bị bóng đè đó là do các bạn bị mệt trong người Các bạn ngủ không sâu thì các bạn mới dễ bị bóng đè Cho nên là ở đây khi các bạn mà sử dụng những cái lá bùa có trầm hương á Nó giúp an thần tĩnh tâm Như vậy các bạn sẽ không bị bóng đè dễ ngủ Rồi nó cũng giúp an thần Cho nên là khi chúng ta sẽ cảm giác chúng ta khỏe mạnh hơn Ăn được, ngủ được Thì đây chính là lý do mà người ta dùng bù mà nó khỏe đó rồi tiếp theo chúng ta có thời kỳ bắt thuộc thì thời kỳ bắt thuộc là một cái giai đoạn mà à, chính xác hơn đó là giai đoạn mà chúng ta bị xâm chiếm à, thì trong giai đoạn này á, thì chúng ta cũng tranh thủ chúng ta học kế được cái nền y học của Trung Quốc à, y học Trung Quốc á, thì các bạn chú ý cho thầy là ở Việt Nam chúng ta đây là nước khí hậu nóng mầm chúng ta là chính là khí hậu nóng mầm là chính à, nhưng ở Trung Quốc thì các bạn thấy lúc này lãnh thổ của Trung Quốc cái giai đoạn này nó rất là rộng à, lãnh của nó nó các bạn thấy nó có cả sa mạc nó có cả núi tuyết được chưa rồi nó có cái khí hậu ôn đới hàng đới vân vân à, như vậy đối với cái khí hậu mà đa dạng thì các dạng cây thuốc nó cũng đa dạng theo à, như vậy nhờ vào giai đoạn này mà chúng ta học học lớp chúng ta biết được cách sử dụng của nhiều cái loại dược liệu hơn à, thì kỳ kế tiếp đó là cái giai đoạn đời nhà Trần thì có một cái nhân vật rất là nổi tiếng đó là Tệ Tịnh ha à, à, Tệ Tịnh thì các bạn nhớ cái tên thật quọn đó là Nguyễn Bá Tịnh rồi Tệ Tịnh thì nổi tiếng với cái câu nói đó là Nam dược chị nam nhân à, nam dược Chị nam nhân thì cái từ nam ở đây có nghĩa là người miền nam chứ không phải là đàn ông ha à, như vậy những cái thuốc nam À, dùng để trị cho những bệnh của người mình em tức là ông này nào bắt đầu khuyến khích là sử dụng những cái dược liệu hiện hữu chứ không có chỉ đổ xô chạy theo những cái dược liệu của trung quốc bởi vì những cái dược liệu à, hiện hữu của chúng ta nó cũng rất là đa dạng và nó sẵn có rồi ông này ông xuất ra bạn cái bộ sách tên là nam dược thần hiệu đồng thời tuệ tịnh nó có cái gì à, đóng góp gì lớn trong giai đoạn này thì đó chính là cái chỗ này trong vườn thuốc và rừng thuốc. À, trước đó người ta cứ có cái khái niệm đó là rừng vàng biển bạc. Dùng hoài không hết. Được chưa? À, vì cái rừng vàng biển bạc dùng hoài không hết cho nên người ta lúc nào cũng có cái thói quen là cứ có gì cần thì cứ lên rừng hoặc xuống biển tìm. Như vậy những cái dược liệu à, khi càng khai thác càng khai thác thì càng lúc nó sẽ càng càng hết thôi. Đó là chưa kể là à, cho dù nó còn á, thì cũng sẽ trở nên rất là khó kiếm lúc này muốn kiếm được thì phải đi vào rừng sâu. Như vậy lúc này ở bắt đầu khuyến khích bắt đầu là nên chủ động tự trong những cái vườn thuốc rừng thuốc. Như vậy khi cần dược liệu quá chúng ta sẽ thu hái một cách dễ dàng hơn. Rồi và nó cũng giúp bảo tồn những cái dược liệu quý trong thiên nhiên, được chưa? À, thì thực tế các bạn sẽ thấy bây giờ những cái dược liệu mà chúng ta hay sử dụng và bên đông y đó. À, thì đa phần những cái dược liệu này nó không phải là khai thác từ thiên nhiên nữa đâu mà chúng ta có một số cái khu vực ở miền bắc hoặc là miền trung á à, người ta chủ động người ta trồng những cái dược liệu này người ta bán à, trong miền nam của chúng ta ít hơn đó là bởi vì nó liên quan tới cái khí hậu được không những cái loại mà dược liệu chúng ta sử dụng á thì nó phù hợp với cái khí hậu ở chỗ cái khu vực à, miền à, bắc với cái chỗ bắc trung bộ cho nên ở ngoài miền Bắc nó các bạn thấy có rất là nhiều cái khu vực người ta à, nuôi à, người ta nuôi nuôi trồng dược liệu à, sau đó người ta thu hái người ta bán rồi một nguồn nguyên liệu nữa mà chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta hay nhập từ hàng xóm của chúng ta đó là Trung Quốc à, về chiều lê ấy, thì có nhân vật nổi trội đó là danh y Lê Hữu Trác hay chúng ta còn quen gọi là Hải Thượng Lạng Ông á thì đối với hải thượng lạng ông thì ông có cái bộ sách đó là hải thượng y tông tâm lĩnh được chưa thì cái sách này á, thì nó có cái đóng góp đó là ông tổng hợp ha à, tổng hợp những cái y lý thuốc nam với những cái y học trung quốc gom thành cái bộ sách này à, về cái à, thời kỳ phép thuộc á, thì chúng ta có cái trường y học đông dương thành lập năm 902 và bộ môn bào chế thì thành lập năm 935 À, lúc này thì chúng ta bắt đầu à, à, cũng tương tự như cái thời kỳ Bắc thuộc Bắc thuộc thì chúng ta học hỏi của cái đề đi học Trung Quốc thì thời kỳ à, pháp thuộc á chúng ta học hỏi về cái à, những cái dạng thuốc tây ví dụ như cái dạng pha chế theo đơn rồi thuốc bột thuốc nước thuốc mở à, tuy nhiên cái giai đoạn này á thì chủ yếu là chúng ta chỉ học hỏi thôi Chứ còn sử dụng thì chúng ta sử dụng trực tiếp các chế phẩm mà từ bên Pháp họ mang qua Chứ chúng ta ít làm à, Chỉ cho đến khi mà sau các mạng tháng 8 Thì lúc này chúng ta mới phát triển mạnh cái ngành dược à, Chúng ta xây dựng nhiều cái xí nghiệp dược phẩm trung ương Và chúng ta tự pha chế thuốc à, Thậm chí là tới cái thời điểm hiện tại Các bạn thấy là tính ra ngành dược của Việt Nam chúng ta không có kém đâu à, Ngành dược Việt Nam của chúng ta về sản xuất thuốc á, Thì trừ những cái dạng thuốc đặc biệt những cái dạng thuốc đặc biệt đó thực sự không phải là không làm được mà là chúng ta thấy là cái à, lợi nhuận với cái thiết bị người ta thấy nó không có tương xứng nên người ta không muốn làm chứ còn lại những cái dạng thuốc thông thường rồi những cái dạng thuốc phóng thích kéo dài à, phóng thích theo nhịp vân vân tất cả những cái dạng thuốc đó hoặc là thành dạng thuốc nano à, các sĩ nghiệp dược phạm việt nam chúng ta đều làm được xuất khẩu ra nước ngoài nữa. À, ví dụ như các bạn có biết cái thằng Stara không? Cái thằng à, dược phẩm Stara dạo này nó đội tên thành Stella. À, à, các, các bạn mà để ý cái xí nghiệp của nó nó đạt được cái tiêu chuẩn của GMB e thì châu Âu thầy cải tiến cho nó lên 90 vân vân thì những cái này người ta gọi là sản xuất tốt có nghĩa là chất lượng càng lúc càng tăng dần còn cái thực hành tốt sản xuất á, thì có nghĩa là ban đầu giả sử sản phẩm thì đăng ký chất lượng là 85 thì cái lần sau thầy cũng là 85 85 à, như vậy rõ ràng tại sao mà chúng ta lại không chọn cái đầu tại sao chúng ta không làm cho nó thành là sản xuất tốt mà là thực hành tốt sản xuất thì các bạn nên chú ý đó là không phải cái gì nghe có vẻ tốt nó cũng tốt thật sự đâu à, bởi vì khi chúng ta sử dụng thuốc á thì nên nhớ thuốc khi sử dụng quá liều thì nó sẽ trở thành thuốc độc như vậy giả sử một cái thuốc mà khi các bạn thử các bạn thấy nó hấp thu nhanh phát huy tác dụng nhanh như vậy nếu như các bạn đang đau ốm mệt mỏi à, dùng nó nó hấp thu nhanh phát huy tác dụng nhanh giúp mau trị à, được cái triệu chứng của bệnh các bạn cảm giác thuốc này tốt nếu các bạn hãy nghĩ đi nếu mà cơ thể chúng ta nó đang yếu hoặc là à, cái dư lượng thuốc nó còn trong cơ thể các bạn hấp thu nhanh nó khiến cho nồng độ nó tăng vọt nó vượt qua cái mức gây độc tính à, như vậy lúc này nó vượt qua cái mức MTC á, nồng độ tối thiểu gây độc tính á, thì lúc này nó sẽ tạo ra tác dụng phụ cho nên không phải cái thuốc nào mà các bạn thử ra các bạn cứ thấy là nó có vẻ hấp thu càng tốt càng cao càng tốt đâu mà người ta cần một cái người ta cần đó là đối với thuốc người ta cần cái ổn định thì cái ổn định đó nó chính là GMP thực hành tốt sản xuất có nghĩa là sản xuất ra các chế phẩm có tính ổn định à, tương tự như trên cái thị trường các bạn nghe đến um, ngành dược thì chúng ta có cái tiêu chuẩn GMP ha chứ còn trong những cái sản xuất khác thì chúng ta hay có nghe cái tiêu chuẩn ISO các bạn cứ nghe cái tiêu chuẩn ISO 9001, 9002. À, thì những cái tiêu chuẩn ISO đó, đó, ý chang. Nó cũng mang cái uh, mục đích đó là nó cần giúp cho cái sản phẩm nó có chất lượng ổn định. Cho nên nhiều người dựa vào cái việc mà uh, không biết, người ta bắt đầu quảng cáo. Kêu là sản phẩm của tôi đạt tiêu chuẩn ISO 9001, cho nên nó có chất lượng tốt hơn so với các sản phẩm trên thị trường không phải. À, nó đạt được những cái đó thì có nghĩa là sản phẩm của nó có chất lượng đồng đều hơn, ít có nguy cơ có mẫu hư, mẫu chất lượng kém ở trong đó. chứ không phải là chất lượng của nó tốt. Các bạn chú ý về cái điểm này, được không? Rồi như vậy đây là RMB. thì à, về RMB á thì à, đây là cái yêu, tiêu chí bắt buộc có của các công ty sản xuất thực phẩm. thậm chí các bạn sản xuất mỹ phẩm các bạn cũng cần bi đương nhiên là bi cho mỹ phẩm á thì nó sẽ À, ít yêu cầu cao như RMB cho dược phẩm. Thì RMB ở đây là từ năm nhớ cho thầy hai có mốc thời gian luôn ha. Từ năm 1996 á, thì người ta bắt à, buộc cái xí nghiệp dược phẩm chúng ta phải đạt được RMB của ASEAN, tức là của châu Á. Còn từ à, 2005 thì lúc này á, thì chúng ta phải đạt được cái RMB của à WHO, tổ chức y tế thế giới được chưa à, và tới hiện tại thì cái mức này là cái mức sàn tối thiểu à, sàn tối thiểu phải đạt được RMB của Hu còn nếu như mà các bạn muốn xuất khẩu những cái sản phẩm à, qua thị trường châu Âu hoặc là các bạn muốn chứng minh là cái sản phẩm của các bạn à, xí nghiệp cơ sở vật chất rồi quy trình sản xuất nó tốt hơn thì người ta sẽ làm RMB EU vân à, hoặc là một số cái RMB khác Rồi chúng ta nghỉ 5 phút rồi chúng ta học tiếp ha. Như vậy thầy mới vừa giới thiệu cho các bạn về cái à, lịch sử phát triển ngành dược. Chúng ta nghỉ cả 5 phút rồi chúng ta đi tiếp. Nghỉ 5 phút rồi chúng ta đi kịp tiếp về cái chỗ đại cương ha. À, đại cương về định nghĩa về bào chế. Rồi tiếp nha các bạn. Rồi giờ chúng ta đi đến cái định nghĩa về bào chế. À, bào chế là một môn khoa học nghiên cứu cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành dùng để pha chế sản xuất kiểm tra chất lượng đóng gói và bảo quản à, như vậy nếu như các bạn để ý thì uh, khi các bạn đi uh, làm bên cái lĩnh vực sản xuất xí nghiệp á, thì đây là toàn bộ các công đoạn cùng một cái nhiệm vụ của xí nghiệp đã làm nó chỉ có thêm công đoạn gì đó là nguyên liệu à À, bên xí nghiệp thì nó có thêm cái giai đoạn nhập nguyên liệu bảo quản trước khi sản xuất à, rồi sau đó chúng ta đem ra cơn đông pha chế sản xuất kiểm tra chất lượng đóng gói bảo quản á, thì nó có thêm một cái công đoạn đó là phân phối còn lại thì tất cả những cái công đoạn này nó đều có ở trong cái định vực xí nghiệp được chưa? Cho nên cái môn này là môn cực kỳ quan trọng nếu như sau này các bạn có định hướng các bạn đi về sản xuất làm thuốc, nghiên cứu phát triển thuốc. Được không? Rồi, và cụ thể hơn là khi chúng ta nghiên cứu về bào chế học á, chúng ta tìm ra dạng thuốc thích hợp cho mỗi dược chất. Với mục đích đó là tăng hoạt tính, giảm độc tính và tăng độ ổn định. À, ở đây chúng ta không cần đâu xa hết, lấy cho các bạn một cái dược chất rất là quen thuộc, paracetamol. Được chưa? À, như vậy đối với cái dược chất paracetamol, dược chất quen thuộc như thế này á, thì nó có cái gì mà người ta cũng phải nghiên cứu người ta làm. Thì à, các bạn sẽ thấy paracetamol cái dạng mà chúng ta hay sử dụng là, là dạng viên nén. À, viên nén thì ở đây chúng ta hay sử dụng cho người lớn. Được không? À, tuy nhiên á, là khi mà sử dụng viên nén cho người lớn á, thì các bạn thấy gì? À, các bạn cho viên thuốc vào trong cái cổ họng. Các bạn cho vào, các bạn ngậm các bạn nuốt nhanh thì nó đờ nhưng mà ai mà cho vào miệng ngậm mà các bạn nuốt chậm nó vẫn tan một phần và nó tạo vị đắng rất là khó chịu à, tương tự giống như hồi khi chúng ta còn nhỏ à, khi chúng ta còn nhỏ đôi lúc lúc đó cái chuyện thuốc nó chưa có nhiều như bây giờ đó. thì nhiều lúc các bạn mà uống thuốc cảm à, đưa viên thuốc các bạn nuốt không được ba mẹ hay có cái thói quen cà nghi nhỏ ra để cho chúng ta uống thì khi nghiền nhỏ ra, cho dù đã khuấy với một cái lượng đường khá là nhiều Nhưng khi các bạn uống vào, các bạn vẫn thấy đắng, vẫn thấy khó chịu ở trong cổ họng Được chưa? À, như vậy đây chính là lý do là do paracetamol nó có vị đắng Và người ta làm thành dạng viên nén Để cho khi các bạn giảm diện tích tiếp xúc Thì các bạn uống vào nó sẽ đỡ đắng hơn so với việc các bạn sử dụng trực tiếp với dạng bột Thì ở đây chúng ta dùng viên nén rồi đối với những người lớn mà sử dụng viên nén mà thay đắng á thì người ta có thể khắc phục bằng cách đó là người ta làm thành viên bao. Viên nang. À, khi làm thành viên bao viên nang các bạn có bao bọc nó dược chất ở bên trong cái lớp vỏ thì nó sẽ ngăn cách nó che giấu được cái mùi vị khó chịu của dược chất. Như vậy đó là lý do tại sao trên thực tế thì paracetamol chúng ta có dạng viên nén. Dạng viên bao cũng có mà rất là hiếm gặp, thường chúng ta hay gặp viên nén thường hoặc là viên nang. Rồi, à, về trẻ em thì sao? À, như đã nói đó là dần nhìn nhỏ ra nó đắng nó khó uống như vậy đối với trẻ em thì người ta nghĩ tới cái việc đó là người ta làm thành dạng hỗn dịch hoặc là làm dạng cớm nhưng mà là cớm sủi và khi cớm sủi thì nó cũng tạo thành hỗn dịch thì đặc điểm của hỗn dịch đó, đó là dược chất nó ở trạng thái rắn trong lỏng và dược chất này nó ở trạng thái không tan, cho nên khi uống nó không tan thì nó sẽ không tạo vị đắng. À, như vậy các bạn để ý kỳ ha, các bạn thấy. Ờ. Như vậy đây là đối với trẻ em. Rồi, trẻ em nhỏ hơn xíu nữa, à, ví dụ như những cái trẻ còn đang dưới một tuổi. Các bạn hoàn toàn kêu nó uống, nó cũng không biết uống, cho nên pha hủng dịch cũng không uống được. Thì chúng ta sẽ có dạng thuốc đạn dùng để bắt trực tràng cho những trẻ em nhỏ. Rồi giờ nếu như là người lớn nhập viện, à, người lớn nhập viện mà có phẫu thuật hậu phẫu cần sử dụng paracetamol lượng nhiều hoặc là đang bị tổn thương đường tiêu hóa không uống được thì chúng ta có paracetamol dạng dạng tin. Như vậy khi các bạn học về bào chế các bạn sẽ thấy nó rất là đa dạng. À, chỉ là một cái nhược điểm vị đắng hoặc là do cái đối tượng có nuốt được hay không nuốt được mà các bạn đã làm phát triển thành rất là nhiều cái dạng bào chế khác nhau ở đây, được chưa? Rồi thậm chí ngay cả ở đây ngoài trừ viên nén thì chúng ta còn có gì nữa? Chúng ta còn có viên sủi. À, viên sủi á thì đặc điểm của nó đó là nó hòa tan nhanh, cho nên nó sẽ giúp cho nó tạo được sinh khả dụng lớn. À, hòa tan nhanh thì nó sẽ tạo được sinh khả dụng lớn và sinh khả dụng lớn thì nó sẽ giúp cho cái bệnh nhân nó hấp thu thuốc nhanh hơn. À, đó là lý do tại sao đôi lúc chúng ta thấy chúng ta sốt, chúng ta uống viên para thường á, các bạn có khoảng gần nửa tiếng các bạn mới thấy có hiệu quả giảm, à, đo lại nhiệt độ mới thấy nó giảm nhiệt độ. Nhưng nếu mà các bạn uống dưới dạng mà efferagan, dạng viên sủi đó, thì nó sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn, các bạn sẽ thấy các bạn hạ sốt nhanh hơn, được chưa? À, như vậy đây chính là cái mục đích của cái à, việc mà chúng ta À, học à, về cái bào chế chúng ta tìm ra dạng thuốc phù hợp để tăng cường hiệu quả giảm độc tính à, về những cái mà chúng ta học ở trong môn bào chế này thì gồm có quy trình bào chế giống như hồi xưa học thực hành dược khoa 2 bắt các bạn viết báo cáo viết quy trình chi tiết vậy đó rồi chúng ta coi những cái tái dược kỹ thuật trên thiết bị nó ảnh hưởng như thế nào từ đó chọn được cái tái dược kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp à, mối liên hệ với các môn học khác thì cái này các bạn chịu khó các bạn đánh dấu cho thầy À chế này trong sách nó có Và do trong sách nó có nó rất là nhiều Cho nên khi các bạn học cái phần này nè Thì chịu khó học trong sách Bạn nào không có sách đó, thì nhờ bạn nào có sách Chụp lại chén chính đó, Chụp lại gửi cho bạn Tại vì nội dung nó rất là nhiều thì không đưa vô slide được à, Ví dụ như Muốn toán nó có ảnh hưởng gì tới Bào chế À thì muốn toán người ta dùng để tính toán công thức này. Hoặc là tối ưu Tối ưu hóa công thức được chưa rồi hoặc là chúng ta học về cái uh, hóa dược hóa lý hóa dược hóa lý uh, thì chúng ta sẽ uh, học về cái cách phối hợp phối hợp dược chất như vậy ở đây cái chỗ này rất người ta rất là thích hỏi trải nghiệm ví dụ như người ta có thể hỏi là môn học giúp tính toán tôi hóa công thức là xong cho nhiều môn học các bạn biết các bạn chọn vào toán được chưa? Hoặc là người ta hỏi là hóa dược, hóa lý thì giúp ích gì trong cái việc bào chế Thì bạn sẽ đánh vào cái ý là phối hợp dược chất à, Cho nên cái phần này nó đi kê rất là nhiều Thì các bạn có thể, bạn nào mà có sách á Thì chụp cái phần nội dung sách đó, mục lên group Zalo cho mấy bạn khác học với nha Rồi tiếp theo đó là chúng ta có cái vị trí của môn bào chế ở trong ngành dược Thì cái này giới thiệu sơ cho bạn biết thêm ha à, Thì à, khi người ta phát triển một cái thuốc mới á thì ta cần những cái gì đầu tiên đó là chúng ta tìm ra chất có tác dụng trị bệnh thì lúc này chúng ta cần nhờ vào dược liệu và hóa dược hóa dược là để tổng hợp bán tổng hợp ra cái chất và là dược liệu thì giúp chúng ta tách cái hợp chất tinh khí tự à, cây cỏ thực vật khoáng vật rồi khi các bạn đã có được cái chất rồi á thì lúc này chúng ta cần đến dược lý lúc này chúng ta thử tác dụng trên người và tìm ra nồng độ trị liệu Ví dụ như paracetamol nồng độ trị liệu là từ 10 tới 15 mg trên ký chẳng hạn. Đối với trẻ à, em. Còn đối với người lớn người trưởng thành thì cái liều nó là 500 hoặc là 650 mg. Thì những cái này là người ta thử nghiệm tác dụng trên người, thử nghiệm dược lý để người ta tìm ra được cái liều á. Rồi, à, khi đã tìm ra được liều rồi thì à, à, lúc này chúng ta đã có chất, chúng ta có hàm lượng thì chúng ta bắt đầu chúng ta chế tạo sản xuất ra thuốc chế tạo sản xuất ra thuốc rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta à, kiểm nghiệm kiểm nghiệm chất lượng của nó bằng à, cái kiến thức mà chúng ta học trong môn hóa phân tích kiểm nghiệm à, cuối cùng đó là chúng ta sẽ theo dõi tác dụng trên lâm sàng tác dụng phụ à thử lâm sàng chúng ta thử qua mấy pha các bạn bình thường thử lâm sàng thử qua mấy pha là bốn pha đúng rồi thì cái pha một đó là chúng ta thử ở trên động vật à, pha hai thì chúng ta thử trên người khỏe mạnh pha ba thì thử trên người có bệnh và pha bốn là cái pha mà chúng ta hay gọi là pha lâm sàng à nhiều bạn kể tới ba pha đó là tại vì các bạn quên mất cái việc mà nó đưa ra thị trường à, thử mà trước khi mà đưa ra thị trường thì đúng là ba pha nhưng thực tế thì nó có tới 4 pha à, pha thứ tư là pha theo dõi cái tác dụng trên thị trường À, khi các bạn đưa ra thị trường, các bạn cần theo dõi những cái tác dụng phụ của nó. Để tránh như những cái trường hợp mà nó bị ghi rất là nhiều vào trong y văn, chẳng hạn như trường hợp của Thalidomide. Nhớ không? À, Thalidomide nó gây ra cái hiện tượng gì vậy các bạn? Đúng rồi. Uh, thalidomide thì nó có gây ra cái uh, trường hợp đó là nó gây ra cái hiện tượng quái thai, à, hiện tượng mà chim cánh cục quá, được không? À, như vậy những cái trường hợp này, cho dù nó được đưa ra thị trường, tại vì ngay từ đầu á uh, là thalidomide người ta chỉ sử dụng nó như là thuốc an thần. Như vậy khi các bạn thấy thử nghiệm thì cũng chẳng ai mà thử trên đối tượng đặc biệt như phụ nữ đang mang thai cả. Cho nên giai đoạn 3 người ta chỉ thử ở trên những cái bệnh nhân mất ngủ hoặc là một số bệnh nhân có bệnh nền cơ bản thường gặp. À, vì vậy khi mà cuối cùng khi đưa ra thị trường á à, thì nó lại à, gây ra hiện tượng quái thai ở phụ nữ đang mang thai thì những trường hợp này chúng ta phải theo dõi để chúng ta phát hiện sớm chúng ta rút những cái thuốc này ra khỏi thị trường được không à thì lúc này chúng ta sẽ cần đến cái kiến thức của dược lâm sàng rồi à, tương tự đây là người ta cũng tổng hợp những cái môn học nó ảnh hưởng như thế nào trong cái giai đoạn chẳng dạ, như xây dựng công thức à, thử nghiệm thì chúng ta phải có kiến thức toán để tính toán tối ưu hóa rồi phải có kiến thức về hóa học rồi hóa dược để chọn công thức rồi hoàn thiện quy trình vân vân thì những cái này các bạn tham khảo thêm ha rồi tiếp theo đó là chúng ta đi đến cái khái niệm về thuốc à, khái niệm về thuốc á, thì đây là đây là lấy từ dược điện đó thuốc là những cái sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thực vật khoáng vật và vi sinh vật à, dùng cho người với mục đích là phòng trị bệnh chẩn đoán bệnh à, phục hồi điều chỉnh chức năng giảm đau ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ hoặc là thay đổi hình dáng cơ thể à, một số cái sản phẩm à, cũng được xem như thuốc ví dụ như là cái vật liệu nha khoa những cái chị nha khoa những cái răng sứ đó rồi bông băng chỉ khâu y tế à, đối với những cái sản phẩm mà còn ở lại trong cơ thể tạm thời hoặc là lâu dài thì nó cũng được xem như là thuốc thì ở đây để dễ anh dung hơn chúng ta có thể coi ví dụ như ở đây chúng ta có về động vật thì chúng ta có hải cầu hoàng À, về thực vật chúng ta có Tanakan. Đây là cái bạch quả Ingo biloba đó. Rồi chúng ta có Chagutan. Tức là cái lấy tách tinh dầu từ chèm gừng với từng dạy lá. Được không? Rồi về khoáng vật thì không có đâu xa hết. Dalibu. Dalibu là cái mà chúng ta học trong thực hành dược khoa 2 á. Là chúng ta có đồng sunfat, phát, kẹp sinh phát và là chúng ta có vi sinh. Như vậy đây là những cái mà chúng ta có à, gặp về nguy nguồn gốc này động vật thực vật khoáng vật vi sinh vật rồi sử dụng với mục đích là phòng bệnh thì chúng ta không đâu xa hết nó là vaccine được chưa rồi ảnh hưởng đến quá trình sinh sinh đẻ thì chúng ta có thuốc người thai này hoặc là oxytocin này được chưa nó cũng ảnh hưởng đến cái thụ thai rồi giảm cảm giác đau ví dụ như những cái thuốc gây lidocaine nó được sử dụng với vai trò là giảm đau hoặc là ví dụ về chẩn đoán bệnh không đau xa hết Uche. À, cái cái gel này nè, nó là cái dạng gel mà chúng ta bôi lên trước khi chúng ta siêu âm. Các bạn thấy không? Đi vô bệnh viện mỗi lần siêu âm thì người ta hay lấy một cái gel xanh xanh, người ta bôi lên thì nó chính là này, bôi lên trước khi chúng ta tiến hành chúng ta siêu âm. Rồi hoặc là người ta có cái bari sunfat. Bari sunfat thì được sử dụng với vai trò là chất cản quang. Người ta hay cho sử dụng trước khi mà chụp x quang. À, đối với trường hợp mà các bạn muốn chụp x-quang đường ruột á Thì đối với đường ruột thì sau khi mà sổ xong Người ta cho dùng battery sinh phát Thì khi chụp lên thì nó sẽ à, cạn quang Thì nó sẽ hiện thành những cái khu vực màu đen ở trên cái tấm phim Rồi về thay đổi hình dạng Thì có rất là nhiều ví dụ như thay đổi hình dạng Chúng ta có minoxidil Đây là thuốc mọc tóc Thuốc mọc tóc à, Rồi chúng ta có cái dạng này là thuốc à, giảm cân hay chúng ta gọi là người tăng cân á thì cái dạng thuốc này nó sử dụng với cái cơ chế đó là giảm hấp thu lipid à, giảm hấp thu lipid thì nhờ vào đó mà nó sẽ giúp cho à, giảm tăng cân còn đương nhiên là về những cái thuốc mà à, giúp mà giảm cân á thì có nhiều kiểu lắm thậm chí có những cái ngừa mậu người ta còn bá đạo hơn một chút nữa đó là họ sử dụng cái thuốc sổ ăn uống cho sang cho đạ vào bắt đầu móc họng luôn ra hoặc là dùng thuốc sổ để sổ ra để không hấp thu cái chất để cho nó khỏi tăng cân rồi à, dùng những cái chất mà giảm hấp thu chất béo rồi những cái dùng những cái chất mà hoặc là bổ sung các loại chất sơ nhiều à, chất sơ nhiều thì nó cũng sẽ à, ngăn giảm hấp thu cái chất trong cái đường tiêu hóa cho nên cái lượng ăn thì nhiều nhưng mà lượng năng lượng hấp thu được nó không nhiều giờ đến cái việc là giảm cân được chưa rồi thì nhìn chung là có rất là nhiều cái dạng thuốc mà về thay đổi hình dạng à, tiếp theo đó là chúng ta phân biệt một cái từ thuật ngữ đó là dạng bào chế và dạng thuốc à dạng bào chế là gì dạng bào chế đó là khi chúng ta phối hợp dược chất tái dược làm ra sản phẩm thì cái này nó gọi là dạng bào chế ngay sau khi chúng ta pha ví dụ các bạn cho dược chất vào trong nước các bạn pha thành dung dịch cái này là dạng bào chế à, các bạn phối hợp lại các bạn dập thành một viên thuốc cái này là dạng bào chế được chưa rồi còn dạng thuốc là gì dạng thuốc thì người ta gọi là dạng bào chế hoàn chỉnh bởi vì dạng thuốc nó chính là những cái dạng bào chế đã được cho vào trong bao bì à, có đóng gói có dán nhãn thì lúc này người ta gọi nó là dạng thuốc. Hoặc là để dễ hình dung hơn thì các bạn có thể coi cái hình này. Hai slide này cùng nội dung thôi. Nhưng mà thầy cho cái hình này để cho bạn dễ hình dung hơn. Đó là à, khi chúng ta dùng dược chất tái dược phối hợp thì chúng ta làm thành viên. Thì đây chính là dạng bào chế. À, dạng bào chế này khi các bạn cho vào trong hộp các bạn có chén ngạn, có hướng dẫn sử dụng. Thì lúc này cái dạng này người ta gọi là dạng thuốc hay còn gọi là dạng bào chế hoàn chỉnh. Được chưa? Như vậy phân biệt để đánh trách nghiệm ha. Đó là khi mà người ta nhắc đến cái dạng bào chế hoàn chỉnh có nghĩa là chúng ta có thêm những cái nhạn, dán vân vân. Rồi về tiếp theo đó là chúng ta có khái niệm hoạt chất và tái dược. Thì khái niệm hoạt chất và tái dược thì hoạt chất thì chúng ta còn gọi là dược chất á, là những chất có tác dụng dược lý. Hay đơn giản hơn là để chúng ta dễ hiểu đó là có tác dụng điều trị. Ví dụ như paracetamol thì nó có công dụng giảm đau hạ sốt chẳng hạn. Rồi, và những chất này khi chưa qua chế biến hoặc bào chế thì chưa được sử dụng trực tiếp. Chưa sử dụng trực tiếp. À, tại sao lại chưa sử dụng trực tiếp? Và giống như trường hợp của bara lúc này thầy nói. Paracetamol có vị đắng. Các bạn mà nghi nhỏ ra nó sẽ rất là đắng. Như vậy ở đây cũng tương tự. Nếu các bạn lấy paracetamol dạng bột mà các bạn uống á, thì nó sẽ gây ra một cái vị đắng nó rất là gắt và khó chịu thậm chí đôi lúc chúng ta có thể nôn ra luôn cho nên để sử dụng được thì thường paracetamol hoặc là người ta làm thành dung dịch và là người ta làm thành dạng thuốc viên để khi tiếp xúc với lưỡi trong thời gian ngắn nó sẽ hòa tan ít nó không có gây vị đắng nhiều được chưa do đó là đối với dược chất thì chúng ta thường chưa sử dụng trực tiếp và cần làm thành dạng bào chế rồi một dạng bào chế thì có thể có một hoặc nhiều dược chất ví dụ như chúng ta đơn thuần có bara rồi chúng ta có bara thêm codein Para à, bara thêm Cà phê in, thêm codein để chị ho, hoặc là para thêm cà phê in để cho tỉnh táo, không nghe buồn ngủ. Giống như mấy cây banado trà được không? à Như vậy một dạng bào chế nó có thể có một hoặc nhiều dược chất. Còn về tái dược thì sao? À, tái dược thì nó không có tác dụng dược lý. Như vậy nó cho vào trong công thức với mục đích là gì? Đó là nó giúp thuận lợi cho việc bào chế hoặc là sử dụng được chưa? Rồi cụ thể hơn, các bạn có thể coi công thức này. Paracetamol là dược chất. Như vậy nếu chỉ có paracetamol, các bạn không thể nào các bạn dập thành viên được. Lúc này chúng ta cần phải có tinh bột lacto, đây là tái dược độ. Nó giúp tăng khối lượng. Rồi nó giúp cho lái nữa khi chúng ta dập thành viên chúng ta uống vào nó sẽ dễ rạ, dễ hòa tan hơn. Rồi nếu như chị cho những cái này sao không á, thì nó ở dạng bột, nó không có chạy được. Thì chúng ta cần thêm hồ tinh bột để chúng ta sát thành cốm. Sát cốm xong nó chạy không tốt. Thì chúng ta thêm magisterat và bột tan là tái dược trơn để giúp cho nó chạy tốt. À, như vậy những cái tái dược này nếu như các bạn tách riêng các bạn không có paracetamol. Đó, chỉ dùng những cái ăn dưới á hoàn toàn không có tác dụng điều trị gì cả. Nhưng phải thêm nó vào trong công thức thì chúng ta mới dễ bào chế và dễ sử dụng. Được chưa? Thì những cái này người ta gọi là tái dược tiếp theo đó là chúng ta có khái niệm về bao bì. À bao bì thì chúng ta có bao bì cấp 1 và bao bì cấp 2. À bao bì cấp 1 hay chúng ta còn gọi là bao bì sơ cấp là những cái bao bì mà nó tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Còn bao bì cấp 2 nó là bao bì thứ cấp là những cái bao bì mà nó không tiếp xúc trực tiếp với thuốc. như vậy ví dụ như trong trường hợp ở đây vị vị nhôm nó tiếp xúc trực tiếp với thuốc đây là bao bì cấp 1. Rồi, à, những cái vị nhôm này nó được đặt trong hộp giấy, thì cái hộp giấy này nó là 3 vị cấp 2. Những cái hộp giấy này mà được đặt tiếp ở trong những cái thùng carton, tông, nhiều hộp đặt trong một cái thùng carton tông, thì nó vẫn là 3 vị cấp 2. Ở đây chúng ta chỉ phân hai cấp thôi, tiếp xúc trực tiếp hay là không tiếp xúc trực tiếp. Được chưa? À, như vậy ở đây đối với cái trường hợp mà những cái thùng carton tông chúng ta cũng phân nó về 3 vị cấp 2. À, về vai trò của bao bì ngoài trừ cái vai trò bảo vệ thì nó còn có vai trò trình bày nhận dạng thông tin. Ví dụ như ở đây. nha. Và là các bạn cầm một cái vị thuốc bất kỳ lên thì trên vị thuốc nó sẽ có những cái thông tin đi kèm. Ví dụ như là à tên bị dược buộc phải có, chẳng hạn như ở đây Tiếp theo nó phải có tên của dược chất hàm lượng. À chẳng hạn như là paracetamol 500 mg. À Tiếp theo nữa nó có gì? Đó là nó có tên của công ty sản xuất. Và cuối cùng đó là nó có số lô và hạn dùng. À, có hạn dùng để chúng ta biết là vị thuốc của chúng ta nó còn hạn hay không. À, không có ai mà để hạn dùng trên hợp không. Để trên hợp mà lỡ các bạn xé hợp, tách hợp chúng ta mất thì sao. Cho nên là lúc nào người ta cũng sẽ có hạn dùng người ta bắt buộc người ta phải dập lên trên cái vị. À, còn về cái solo thì để cho chúng ta biết chúng ta thu hồi. À, lâu lâu có những cái đợt thanh tra, kiểm tra, phát hiện những cái lô thuốc có vấn đề á thì nó hay có những cái thông báo là à, đối với sản phẩm của công ty nào đó đối với lô thuốc gì đó thì cần phải được thu hồi. Thì các bạn phát hiện thì các bạn liên hệ công ty, họ thu hồi cho. À, đương nhiên là những cái trường hợp mà lỗi do công ty thì à, khi các bạn phát hiện, các bạn liên hệ thì họ sẽ thu hồi và họ đổi mới cho các bạn sản phẩm khác. Về biệt dược, à biệt dược á thì uh, ở đây định nghĩa nó ghi rất là nhiều sản xuất rồi trình bày rồi đặc trưng bởi tên thương mại à, thật ra đây chính là cái tên uh, tên thương mại mà người ta tự đặt ra nhớ vậy cho nó dễ. Chẳng hạn như cùng là dược chất paracetamol đi thì uh, các bạn có thể thấy là chẳng hạn như có thể có tên biệt dược rất là nổi tiếng panadol đúng không? Rồi hoặc là các bạn có thể thấy đặt tên của nó là efferacon Vân vân. Thì những cái tên đó người ta đều gọi nó là biệt dược Tên biệt dược tức là những cái tên thương mại do nhà sản xuất đặt ra Rồi ở đây chúng ta cần phải phân biệt với một cái khái niệm đó là dược chất generic Chế phẩm generic À Thì trên thực tế thì chúng ta hay có cái à, Khi các bạn đi làm hoặc là các bạn ra nhà thuốc Chúng ta hay nghe cái từ gọi là hàng hẹn với hàng à, generic thì hàng hạn đôi lúc người ta còn gọi là hàng brand, hàng brand name. À, so với cái hàng Generic, à, thì hai cái này nó có gì khác nhau? Thì à, khi các bạn học qua bảo hộ trí tuệ thì các bạn sẽ được nhắc kỹ hơn. Ở đây thì chỉ nhắc sơ thôi. À, đó là khi mà sản xuất ra một cái chế phẩm á thì người ta cần cái kinh phí rất là lớn lên đến hàng tỷ đô. Và những cái kinh phí này không thể cái công ty nhỏ lẻ hoặc là nhà thuốc à, hoặc là những cái quốc gia, chính phủ họ bỏ ra được mà đòi hỏi đó là phải là những cái tập đoàn dược phẩm đa quốc gia thì khi người ta nghiên cứu ra những cái chế phẩm mới, người ta bỏ ra nhiều kinh phí như vậy á thì không có cái gì là từ thiện hết á những cái mà người ta bỏ ra nhiều như vậy thì người ta đòi hỏi người ta phải thu lời, người ta thu lợi nhuận lại và khi thu lời thu lợi nhuận lại như vậy á thì lúc này để thu lời được thì người ta dựa trên cái này đó gọi là bảo hộ trí tuệ được chưa? À như vậy cái bảo hộ trí tuệ hay chính xác hơn đó là cái mà gọi là cam kết độc quyền. Thì cái bảo hộ trí tuệ này tùy theo cái quy định của các khu vực và quy định của các quốc gia mà nó có thể kéo dài từ mười mấy cho đến cỡ hai mươi năm. À, trong cái giai đoạn mà thuốc còn bảo hộ trí tuệ thì những công ty khác không được bắt trước, không được làm theo. Và công ty họ bán với giá độc quyền cao hơn một xíu để họ thu lời, lợi nhuận lại cho họ thì đây là một cái mà người ta thúc đẩy những cái công ty họ sản xuất à, làm nghiên cứu tìm ra chế phẩm mới. Rồi khi tìm ra được chế phẩm mới rồi, thì à, hết bảo hộ trí tuệ thì sao? À, hết bảo hộ trí tuệ thì những cái hàng này người ta gọi nó là dược chất generic. Đối với những dược chất à, generic hết hạn trí tuệ á, thì các công ty khác, các nhà sản xuất khác họ mực được làm theo. Họ được làm theo rồi tuy nhiên khi làm theo á thì người ta yêu cầu là không được trùng tên với tên biệt dược của nhà phát minh bởi vì nếu như trùng tên nhà hàng như cái à, sản phẩm ví dụ như này Valium à, hãng à, là cái hãng đầu tiên họ đưa ra cái biệt dược của Diazepam à, Diazepam là thuốc an thần á à, họ đặt cái tên là Valium thì khi mà hết hạn bảo hộ trí tuệ những cái công ty khác họ đặt tên họ à, có hai cái cách đặt tên thường gặp một á, là họ hay thích dựa trên cái tên giống dược chất Diazepin hoặc là diazepha Được chưa? Rồi cái cách thứ hai á, là họ sẽ dựa trên cái tên hơi giống Ví dụ như thằng này Valium thì thằng này là Relanium à, Còn cái trường hợp cuối cùng á, là họ đặt cái tên theo cái tên ngôn ngữ của họ Mà nó liên quan đến công dụng của thuốc Ví dụ như là liên quan đến ngủ vân vân à, Hoặc là có một cái lý do đặc biệt mà họ đặt tên À, chẳng hạn như trên thị trường mà Diazepam, cái sản phẩm rất là nổi tiếng hay sử dụng ở Việt Nam đó là Seducen Tôi an thần đó. Rồi, thì à, ở đây là liên quan đến cái vấn đề là chế phẩm generic. Rồi, thì đối với chế phẩm generic đó, các bạn cần phải chú ý một cái, người ta nhấn mạnh rất là kỹ. Đó là được bán với giá rẻ hơn. À, tại sao lại là bán với giá rẻ hơn? đó là bởi vì những cái chế phạm ngay này, những cái nhà sản xuất sau á, họ đâu có tốn tiền nghiên cứu đâu, không tốn tiền nghiên cứu, không tốn tiền à, em thử nghiệm lâm sàng và cũng tránh được những cái nguy cơ giống như cái trường hợp thalidomide đó, đưa ra thị trường có sự cố là phải thu hồi lại ngay. Như vậy coi như khi thu hồi lại nhiều lúc cái tiền nghiên cứu rồi tiền sản xuất công bố À, mà mới bán được một thời gian thậm chí là còn phải đi đền hoặc là xử lý những cái sự cố đền bù cho những cái trường hợp mà quái thai ấy, thì không biết cái công ty họ còn lợi nhuận được không thậm thậm chí là lỗ. Cho nên là đối với cái à, những cái nhà sản xuất mà họ làm theo á, họ không tốn những cái tiền nghiên cứu phát minh rồi thử lâm sàng vân vân. Do đó cái giá thành người ta quy định là đối với các chế phẩm generic thì phải bán giá rẻ hơn so với hàng brand. được chưa? Rồi à, tuy nhiên khi các bạn thấy uh, trên thị trường hết độc quyền rồi, có hàng brand với hàng generic đó, à, bác sĩ họ vẫn à, quan tâm. Nếu mà các bạn ra các bạn khám bệnh mà bác sĩ họ thấy có lâu lâu họ sẽ có hỏi về cái vấn đề kinh tế. À, các bạn mà trả lời mà kiểu như kinh tế khó, à, tình hình kinh tế khó khăn, à, nhiều lúc họ sẽ kê những cái thuốc có trong bảo hiểm để cho giảm chi phí tối đa. Nhưng mà nếu như các bạn mà họ hỏi, à, tư vấn, các bạn kêu là à, chỉ cần thuốc tốt có hiệu quả cao là được, họ sẽ kê cho các bạn hàng brand. Giá nó cao hơn. À, như vậy tại sao bác sĩ họ lại kê cái hàng brand? Thì à, có đương nhiên là có những cái vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như là bác sĩ họ kê ở kiếm hoa hồng, mấy cái trường hợp đó thì bỏ qua đi. Nhưng mà thật sự thì đôi lúc người ta cũng khuyến khích nên à, kê hàng brand, à, không phải vì vấn đề lợi nhuận mà nói về vấn đề an toàn. Các bạn chú ý, à, những cái hàng à, sản phẩm, hàng brand name, á, hàng hẹn, á, nó đã được lưu hành trên thị trường cho đến khi hết bảo hộ trí tuệ, có nghĩa nó đã lưu hành được mười mấy, hai chục năm. Như vậy, những cái tác dụng phụ, những cái liều lượng của nó, bác sĩ họ đã nắm rất là kỹ. Tác dụng phụ nếu có, họ cũng biết. Còn đối với những cái chế phẩm generic, nó chỉ có dược chất giống thôi, còn tác dược nó không giống gì hết. Rồi cách bào chế cũng không giống luôn. Cho nên là cái hiệu quả điều trị nó chỉ sắp xỉ so với hàng hẹn và nó có những cái nguy cơ tác dụng phụ mà các bác sĩ họ cũng không thể nắm rõ cho nên nếu mà các bạn mà thấy à, bác sĩ đôi lúc họ cũng tư vấn họ hỏi kiểu như không có khó, khó khăn kinh tế thì họ sẽ kê cái hàng hãng đắt hơn một xíu à, thậm chí là sau này khi các bạn ra các bạn đi làm hoặc là các bạn mua thuốc bệnh viện cũng vậy à, khi các phát thuốc mà các bạn thấy ơ tự nhiên sao cấp hàng việt à, hàng ấn độ Hàng Việt Nam thì cũng tùy nha. Hàng Việt Nam thì cũng coi một số cái công ty dược phẩm Việt Nam chất lượng cũng tốt lắm. Nhưng mà nhiều lúc cấp mấy cái hàng Ấn Độ các bạn thấy nguồn gốc không rõ hoặc là các bạn thấy chán, các bạn mua thuốc cho người thân thế là các bạn tự đi mua hàng hàng đắt hơn xíu. Đó, thì mấy cái này chúng ta nắm chúng ta hiểu tại sao. Rồi về dược điện Việt Nam. À, dược điện Việt Nam đó là bộ tiêu chuẩn về chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm đối với thuốc và nguyên liệu làm thuốc. À, cụ thể hơn đó là dược điện Việt Nam á, thì chúng ta có quy định về thành phần à, cách pha chế và kiểm nghiệm một số dạng thuốc chế phẩm như vậy à, bào chế chúng ta phải có này tại vì nó có cái cách pha chế là một thứ hai á, là làm xong thì chúng ta kiểm nghiệm cái gì cho nên là bào chế phải có rồi cái thứ hai cái lĩnh vực mà các bạn cần đó là lĩnh vực kiểm nghiệm gần như sau này khi các bạn làm mà nếu các bạn làm bên cái mạng kiểm nghiệm hoặc là các bạn bào cái mạng bào chế thì đây là hai cái cuốn sách gối đầu bắt buộc các bạn phải có được chưa rồi à, còn nếu mà các bạn làm bên nhà thuốc ấy, thì các bạn sẽ cần dược thư với các bạn cần mấy cái um, uh, mấy cuốn mìm á à, những cái uh, trước đây thì người ta có vidan nhưng mà cái vidan lâu rồi không cập nhật với lại nó cũng kén lắm cho nên là người ta thích uh, cái cuốn mim hơn nó viết dễ hiểu ngắn gọn xúc tích hơn à, thì khi các bạn bán thuốc các bạn sẽ cần những cái đó còn nếu mà các bạn làm bên sản xuất hoặc là bên kiểm nghiệm thì các bạn sẽ cần uống dược điện việt nam à, khi sử dụng dược điện việt nam thì cần phải nhớ là áp dụng dụng theo cái ứng bản mới nhất thì ở đây à, nhớ cho thầy ba cái ấn bạn mới nhất gần đây dược điện việt nam năm 4 và 3 à, tại sao phải nhớ mấy này À, thì đúng là nguyên tắc thì có thì chúng ta phải áp dụng theo ứng bạn mới nhất. Nhưng có một số cái công thức pha chế theo đơn người ta chỉ có ở trong cái ứng bạn cũ. Và thì chúng ta cũng sẽ dùng cái ứng bạn nào mà nó à, mới nhất trong mấy cái này mà có nhắc về cái đó. Cho nên một số cái công thức đặc biệt là cao thuốc, cao dược liệu á, đôi lúc chúng ta phải che trong dược điểm Việt Nam 3. Chứ dược điểm Việt Nam 4 và 5 người ta không nhắc về phân loại thuốc thì chúng ta có phân loại theo đường đưa thuốc vào trong cơ thể, thể chất, nguồn gốc công thức và cấu trúc của hệ phân tán. thì đầu tiên là về đường thì chúng ta đường uống thì nó rất là đa dạng chúng ta có dạng viên ví dụ như viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nén cứng, viên nén mềm, được chưa? rồi chúng ta có dạng thuốc bột, thuốc cớm, nhũ dịch, thuận dịch. à thì về dạng rắn á thì cái này chúng ta học trong bài chia hai, à, nhũ dịch, thuận dịch cũng vậy còn siro với dung dịch thì chúng ta gặp ở trong chương 2 của tức là tuần sau chúng ta học tới nó nè rồi về đường tim à, chúng ta cũng có đường tim chúng ta học ở trong chương 3 về đường trực trang à, đường tim thì chúng ta có thuốc tim liều lượng nhỏ hoặc là à, thuốc tim truyền về đường trực tràng thì chúng ta có phổ biến dễ gặp nhất là dạng thuốc đạn Rồi đôi lúc chúng ta có cái dạng thuốc mỡ dùng để bôi chẳng hạn như các bạn bị trị chẳng hạn Rồi về cái thuốc thuộc thì thuốc thục chúng ta có hai loại. Một loại là thuốc để sổ. Người ta hay thuốc để sổ xong chúng ta nội à, tiến hành chúng ta nội soi hoặc là siêu âm cái đường ruột á. À, còn à, đó là trước đây thôi. Còn giờ thì người ta hay thích à, dùng thuốc uống hơn. À, bác sĩ chẳng hạn như các bạn mà được chỉ định nội soi vào buổi chiều. Thì sáng đó sau khi khám xong bác sĩ họ sẽ cho các bạn thuốc sổ. Rồi các bạn đi bóc số để... À, các bạn tiến hành nội soi buổi chiều à, tức là bóc số để xếp lấy số sẵn á xong sau đó trưa các bạn có thể về khách sạn hoặc về nhà các bạn nghỉ ngơi các bạn sổ sổ hết rồi chiều họ mới bắt đầu họ nội soi à, một cái dạng thuộc khác đó là dạng thuộc dinh dưỡng dành cho những cái đối tượng mà không ăn được á à, đang bị tổn thương đường tiêu hóa hoặc là mới hậu phẫu thì đôi lúc người ta sẽ thuộc cái chất dinh dưỡng theo đường trực tràng về đường mắt thì chúng ta có thuốc nhỏ mắt che mắt hoặc là rửa mắt thì cái này chúng ta có gặp ở trong cái chương 4 Chúng ta sẽ học trong chương 4 à, Tai mũi họng cũng phải. Về đường âm đạo Thì những cái thuốc mà đặt âm đạo thì người ta gọi là thuốc trứng Lưu ý nha Thuốc mà đặt trực chèn á Thì người ta gọi là thuốc đạn Còn thuốc đặt âm đạo thì người ta gọi là thuốc trứng Đương nhiên chúng ta cũng có những cái dạng thuốc mỡ Dùng để bôi cho đường âm đạo cũng có luôn Rồi dùng ngoài da thì chúng ta có thể có những cái dạng lỏng và là những cái dạng à, ví dụ như voltaren đây là dạng à, thuốc mỡ. rồi có miếng dán ngoài da ví dụ như là thấm qua da chẳng hạn như là cái dạng này có nicotine đây là thuốc ngừa cái dạng mà cây thuốc lá à, cái này là miếng dán người thai này các bạn về phân loại theo thể chất thì chúng ta có rắn à, lỏng à, mềm là giống như những cái dạng kem gel và có dạng xung khí là cái dạng mà những cái thuốc khí dung chúng ta dùng trong cái hen suyễn. Về phân loại theo nguồn gốc công thức thì chúng ta có công thức theo dược điển. Tức là nó có quy định nó có ở trong dược điển chúng ta làm theo. Rồi công thức pha chế theo đơn. À, pha chế theo đơn á thì cái này là chỉ khi nào có y lệnh quá sĩ chúng ta mới pha. Thì cái dạng này là dạng botio này. Chúng ta có gặp ở trong cái chương 2 tuần sau học. Và theo công thức của nhà sản xuất tức là đây là những cái biệt dược trên thị trường. Thì như tiện nghe nhắc về dược điện với sản xuất á, thì các bạn có cái gọi là tiêu chuẩn dược điện và tiêu chuẩn cơ sở. À, tiêu chuẩn dược điện với tiêu chuẩn cơ sở thì tiêu chuẩn nào cao hơn? Tiêu chuẩn dược điện và cơ sở thì tiêu chuẩn nào cao hơn? Thì rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn ở đây, tiêu chuẩn cơ sở cao hơn. Các bạn hình dung tiêu chuẩn dược điện là cái sàn, cái mức sàn cần phải qua. Giống y như thi đại học nó là điểm sàn vậy đó. Hoặc là đơn giản hơn đó là giống như môn học của chúng ta. Môn học của chúng ta các bạn cần là à, điều kiện cần đó là trong cái điểm quá trình thì không được chứa chứ không. Rồi điểm thi thì phải là trên 4 chia trung bình ra trên 4. Đây là cái mức sàn tối thiểu để các bạn qua môn. Thì dược điện, tiêu chuẩn dược điện nó cũng giống vậy. Mức sàn tối thiểu cần phải đạt thì mới được sản xuất. Còn cái tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn tự đặt ra. À, như vậy chúng ta tự đặt ra, như vậy mục tiêu của chúng ta không chỉ là qua môn, mà phải là qua môn loại giỏi. Lý do, à dạo này được thi online, à, mở tài liệu rồi liên tục. Việc đầu tiên khi em học vào lớp mới đó là em sẽ hỏi lớp mình có group zalo không à, để kiểm tra họ bài nhau cho dễ đúng không đó để bạn sẽ thấy uh, như vậy uh, cơ hội uh, lâu lâu mới có một lần ta quyết tâm ta phải đạt được loại giỏi của các môn lý thuyết hỏi bài nhau được nè trao đổi nhau được nè làm tập thể nè thế là các môn lý thuyết này cơ hội này không kiếm loại giỏi thì còn chờ lúc nào thế là các bạn đặt ra tiêu chuẩn phải được tất cả các môn phải trên 8 điểm rưỡi như vậy cái tiêu chuẩn mà các bạn tự đặt ra nó phải cao hơn cái tiêu chuẩn qua môn được chưa à, thì ở đây cũng hoàn toàn tương tự những cái tiêu chuẩn cơ sở cũng vậy nó phải đạt được cái tiêu chuẩn tối thiểu là dược điện để được sản xuất và lúc này muốn chất lượng của chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải cao hơn tiêu chuẩn dược điện cho nên các bạn nhớ là tiêu chuẩn cơ sở lúc nào nó cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với tiêu chuẩn dược điện rồi về phân loại theo uh, cấu trúc hệ phân tán, đánh dấu kỵ, người ta cũng rất là thích hỏi đây. Thì trong cái chương tài uh, toàn bộ cái bài chỉ một chúng ta sẽ học về hệ đồng thể. Tức là hệ đồng thể là chúng ta hòa tan tạo thành dung dịch. Ví dụ như chúng ta có dung dịch nước, cồn, dầu, siro, botio, chúng ta học ở trong chương 2. Thuốc tim chúng ta học trong chương 3, thuốc nhỏ mắt học trong chương 4. Và những cái dịch chiết từ dược liệu chúng ta học trong chương 5 đây chính là bào chế 1 chúng ta học nè. Rồi, à, còn trong bào chế 2 thì chúng ta sẽ học về hệ dị thể. Dị thể chúng ta học về hụn dịch nhũ tương, thuốc bột, viên, thuốc mỡ, thuốc đặc, thuốc phun mù. Thế này chúng ta học ở trong bào chế 2. Rồi, ở đây hệ đồng thể thì nó liên quan đến dung dịch. Rồi, hệ dị thể, tức là chúng ta học ở trong vật lý, à, chúng ta học trong hóa lý luôn rồi đó. Đó là chúng ta có hệ dị thể đơn, tức là hệ dị thể cơ học này chúng ta có hữu dịch, nhũ tương, thuốc bột, thuốc vi. Đây là hệ dị thể đơn. Còn dị thể kết hợp là những cái dạng mà nó có thể có nhiều cấu trúc. Ví dụ như thuốc mỡ, thuốc đặc và thuốc phun mù. Ở đây cấu trúc của nó nó có thể rơi vào hệ dung dịch hoặc hữu dịch, nhũ tương. Hoặc là thậm chí là vừa hụn dịch, vừa nhũ tương. Do đó nó được đưa vào cái hệ dị thể kết hợp. Và ở đây khi đánh giác nghiệm người ta hoàn toàn có thể hỏi cái này. Ví dụ, à, thầy có thể hỏi các bạn là à, cao thuốc có cấu trúc hệ phân tán là thì các bạn phải nhớ à cao thuốc đánh vô đồng thể rồi tương tự thầy hỏi thuốc đặc có cấu trúc hệ phân tán là thì các bạn sẽ thấy đánh vô đáp án là dị thể và phải là dị thể kết hợp như vậy cái chỗ này người ta hỏi rất là nhiều các bạn nhớ đánh dấu hốc kỹ ha rồi giờ chúng ta đi đến một số khái niệm liên quan tới thuốc đó là cái khái niệm về đảm bảo chất lượng à, đảm bảo chất lượng thì đồng nghĩa với việc à, không phải là chất lượng cao giống như cái RMB đầu bài thầy nói á, người ta không hướng tới chất lượng cao mà người ta hướng tới an toàn, chất lượng ổn định và không có nguy cơ. À, như vậy một thuốc đảm bảo chất lượng khi nào? Khi hàm lượng dược chất đúng trên nhãn. Rồi nó đảm bảo hàm lượng từng đơn vị không chứa tạp chất và duy trì được hàm lượng hoạt tính hình thức trong suốt thời gian lưu hành. Tức là ở đây người ta không cần hàm lượng cao, không cần hấp thu nhanh, mà người ta cần ổn định được chưa và thậm chí là giải phóng in vivo tức là giải phóng trong cơ thể theo sinh khả dụng đúng thiết kế thì những cái này người ta gọi là thuốc đảm bảo chất lượng rồi khi sử dụng thuốc thì cần phải lưu ý là thuốc không hoàn toàn vô hại bởi vì thuốc có hoạt tính và tác dụng phụ à, khi sử dụng quá liều thì nó sẽ có tác dụng phụ thậm chí ngay cả cái thuốc mà chúng ta hay dùng nhất paracetamol chẳng hạn người ta chỉ cũng chỉ khuyên là dùng liều 500 đến 650 mg tối đa 3 lần ngày thôi À, khi các bạn dùng liều trên 2 gam là nó có nguy cơ nó gây tác dụng phụ lên gan, gây độc tính lên gan, được chưa? Rồi à, khi thuốc đến tay người dùng thì phải là dạng bao chế hoàn chỉnh. Thì cái này các bạn cũng thấy rõ thôi. À, đó là người ta khuyên là cần phải bán nguyên hộp, nguyên vị. Còn trong những trường hợp mà các bạn thấy cấp phát thuốc mà người ta cắt lẻ ra, thì theo đúng quy định là các bạn phải có thêm một cái tờ giấy đi kèm ghi lại về cách dùng và những cái tác dụng phụ lưu ý thì người ta mới được bán. Rồi ở đây thì giới thiệu cho các bạn thêm một số cái RBB. À, chúng ta có cái người ta gây, gọi là lâu lâu người ta ghi là REPB hoặc là người ta ghi là RBS. Đó là bộ tiêu chuẩn thực hành tốt. Cái ít này là khác nhau ở giữa mấy cái chữ này. À, thì cái RBS hoặc là RBP này là người ta gọi là bộ tiêu chuẩn thực hành tốt. Thì à, thường gặp nhất đó là chúng ta có RMB gặp trong sản xuất. Rồi chúng ta có nhà thuốc cái này cứ ghi nhà thuốc đạt chuẩn RIPP. Thực hành tốt nhà thuốc. Được chưa? Rồi, à, trong cái lĩnh vực mà công ty à, có thể là nhà máy sản xuất hoặc là công ty phân phối á, thì người ta sẽ có thêm GSP, bảo quản và RDB là phân phối. S là bảo quản, D này là phân phối. Rồi chúng ta có cái kiểm nghiệm. RLP là kiểm nghiệm. Được không? À, thì đây là những cái mà GDP chúng ta thường gặp. Còn cái RCB á, là thực hành tốt lâm sàng. Thì cái này đê bên Việt Nam chúng ta thử lâm sàng nó chưa nhiều. Cho nên cái RCB thì không nhiều. Nhưng mà ở bên Việt Nam chúng ta nó lại có một cái hơi đặc trưng đó là RACB. Đó à, này là thực hành tốt nuôi trồng và thu hái. Đó là bởi vì chúng ta có những cái à, à, cơ sở chuyên à, trồng dược liệu ấy, thì nó sẽ có cái RACB. Như vậy giới thiệu thêm cho bạn biết rồi về những cái bộ tiêu chuẩn này á thì nó có năm cái yếu tố quan trọng đó là năm chữ M thì trong đó cái quan trọng nhất ha à, đó là con người bởi vì con người này thì mới quyết định về cái việc nhập nguyên liệu gì vận hành trang thiết bị à, môi trường và viết tài liệu tuân thủ theo tài liệu cho nên năm chữ M ở đây thì cái chữ M quan trọng nhất đó là con người